Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 13. Ông chủ Đồng, Tuyết Liên ở trên xe phải chứ, chờ chút tôi sẽ tự lấy nó. Lúc này, Tần Hương Liên nhìn sang Đồng Văn Thắng, trong lòng bàn tay ngưng tụ một luồng chân khí, ánh mắt như muốn sát hại người nào đó, cười nói, trước khi tôi đặt chân đến Địa Tông đỉnh phong, thì chuyện này không thể tiết lộ ra bên ngoài được. Ông chủ Đồng, đi chết đi, tôi sẽ cho cậu chết một cách thoải mái nhất có thể. Nhị trưởng lão, đừng mà, tôi có thể giữ bí mật cho bà, miệng kín như bưng. Đồng Văn Thắng hoảng hốt, vội nói, còn nữa, nhị trưởng lão, tôi khá quen thuộc thành phố này, sau này bà đến đây, tôi có thể sắp xếp mọi thứ cho bà. Ha ha, không cần đâu, dìu dắt một dòng họ, đối với tôi mà nói, đó chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, huống chi. Chỉ có người chết mới khiến tôi yên tâm được. Tần Thiên Hương vừa nói xong, ánh mắt bỗng sáng lên, bàn tay nhanh chóng đẩy luồng chân khí ra. Trong nháy mắt, luồng chân khí đã rời khỏi tay bà ta, bay một phát về phía Đồng Văn Thắng. Đồng Văn Thắng thấy vậy, hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng sợ hãi, đồng tử nhanh chóng co lại. Có thể thấy thực lực của ông ấy, căn bản không có cơ hội đánh trả lại được. Nhất thời vô cùng tuyệt vọng. Rầm rầm. Nhưng lúc này, đột nhiên có một con rồng khổng lồ được hình thành, phóng tới theo hướng 7 giờ. Ầm. Trong tích tắc, rồng nước đã đánh tan được luồng chân khí của Tần Hương Liên, thậm chí uy lực của nó còn không hề giảm sút, mà còn bay thẳng về phía Tần Hương Liên. Hả? Tần Hương Liên nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, sau đó không dám lơ là một tẹo nào. Mà bà ta vội ra tay phản kháng lại, cuối cùng phải thụt lùi xuống nửa bước, mới có thể đánh hạ được rồng nước. Ai đã ra tay vậy? Cút ra đây, cho tôi. Tần Hương Liên đứng vững người, tức giận quát lớn tiếng. Lúc này, có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên văng khắp xung quanh, muốn giết người của tôi à, vậy thì đã từng hỏi ý kiến của tôi chưa? Ngay sau đó, khuôn mặt của Tô Thương trầm lại, từng bước, đi ra từ trong bóng tối, trên người tỏa ra một luồng khí tức lạnh đến thấu xương. Chỗ này cách biệt thự bên ven sông, một con đường, khoảng chừng 2 cây số thì phải. Sau khi Tô Thương biết được Đồng Văn Thắng đang gặp nguy hiểm, thì thi triển liên tục 100 cái xích thiên nhai, do đó mới có thể đến đây nhanh như vậy. Ông chủ, nhìn thấy Tô Thương, Đồng Văn Thắng liền vô cùng vui mừng, giống như đã cầm lấy được sợi dây cứu mạng cuối cùng. Trong lòng yên tâm hơn nhiều, cảm kích nói cảm ơn ơn cứu mạng của ông chủ. Ừ. Gánh nặng trong lòng Đồng Văn Thắng cuối cùng cũng chút bỏ hết được rồi, nhưng ông ấy vẫn nhắc nhở ông chủ, cậu phải cẩn thận một chút, bà ta nhị trưởng lão Tần Hương Liên của Vô Ảnh Tông, Địa Tông Hậu Kỳ, thực lực đứng trong top 3 ở Vô Ảnh Tông, trừ đại trưởng lão và tông chủ ra, bà ta là người mạnh nhất. Ừ, tôi biết rồi. Tô Thương gật đầu. Ánh mắt bỗng dừng lại trên người Tô Hương Liên, khóe miệng để lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bây giờ Tô Thương đã đặt chân đến luyện khí tầng thứ 6, cảnh giới Địa Tông hậu kỳ thì anh ấy không sợ nữa. Lúc này, Tô Thương nhìn chăm chú Tần Hương Liên, nhếch miệng cười nói, Vô Ảnh Tông các bà, thật sự là hài hước, từng người đi đến cửa để tôi giết, ha ha. Hừm, ăn nói ngông cuồng. Tần Liên Hương đón nhận ánh mắt Tô Thương, chất vấn tiểu tử kia, cậu là ai? Tôi chính là Tô Huyền Thiên, Tô Thương thản nhiên trả lời. Tô Huyền Thiên. Tần Hương Liên nhíu mày nói, đừng lừa tôi từng nhìn ảnh chụp Tô Huyền Thiên, cậu căn bản không phải Tô Huyền Thiên, nói nhanh, cậu là ai? Tô Thương lúc đến đây, không dịch dung thành Tô Huyền Thiên, lúc này anh ấy cười nói, tôi là ai, đã không cần thiết phải nói cho bà biết rồi. Bởi vì, bà sẽ phải chết trong tay tôi. Láo toét. Tần Hương Liên chống gậy, khinh thường cười lạnh, tiểu tử, tôi thừa nhận thực lực của cậu không kém, có thể đỡ được đòn tấn công của bên ta, thậm chí còn có thể chống trả lại, nhưng cậu phải biết, tôi lúc trước chỉ là tiện tay đánh mà thôi. Ha ha, trùng hợp quá, tôi cũng thế. Tô Thường cười cười nói. Hừ, ngông cuồng, đã như vậy, bà già này sẽ nói cho cậu biết. Bên ngoài có trời, bên trên có người. Bên ngoài có trời, bên trên có người, trong thế giới rộng lớn, sẽ có những người tài năng hơn chính mình.
Tần Hương Liên lạnh lùng hừ lên một tiếng, lập tức cầm trong tay cây gậy trống, hướng về phía Tô Thương mà giết. Tô Thương hai mắt híp lại, thay đổi linh khí toàn thân, thi triển chỉ xích thiên nhai, lấy công làm thủ. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Tần Hương Liên giật nảy mình, đôi mắt khô héo thoáng qua một chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh chóng đã phản ứng ly ai, ra tay chống đỡ. Dù sao thì cũng là địa tông hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường, đương nhiên đỡ được đòn tấn công của Tô Thương. Tiếp theo, Tô Thương không dừng lại, tấn công liền hai, ba lần, hình dáng biến đổi liên tục. Tần Hương Liên trong lòng kinh hãi đến tốt đỉnh, chỉ có thể bị động phòng ngự, không có cơ hội đánh trả. Cứ như vậy, rất nhanh hai người đã đấu với nhau hơn mấy chục hiệp. Tô Thương nắm được sơ hở, ngừng tụ thuật Thủy Long, cấp tốc phóng về phía Tần Hương Liên. Không được. Tần Hương Liên hít một hơi thật sâu, vội vàng đem cây gậy trống ở trước ngực, sử dụng toàn lực chống lại. Sau khi giữ vững ổn định cơ thể, khóe miệng Tần Hương Liên phun ra một ngụm máu, gậy trống trong tay cũng bị gãy theo. Ngược lại, Tô Thương đứng tại chỗ oai phong lẫm liệt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa giỡn, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Địa tông hậu kỳ, cũng chỉ đến thế thôi sao? Tô Thương khẽ cười nói. Tất nhiên. Lời này có chút phóng đại, đối phó với Tần Hương Liên, anh ấy cũng có chút khó khăn. Người thanh niên này, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này, Tần Hương Liên nghiến răng hỏi. Tôi nói rồi, tôi là Tô Huyền Thiên. Tô Thương tiến về trước một bước, thản nhiên nói, mặc kệ bà có tin hay không, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vừa nói xong, trong mắt Tô Thương lóe lên sát ý, Thủy Long trong lòng bàn tay dần dần thành hình. Tô Huyền Thiên. Cậu ta không phải chết rồi sao, bị ông chủ đồng. Tần Hương Liên Hương chợt nhớ đến câu nói đầu tiên mà Tô Thương lúc tới đây, đột nhiên kịp phản ứng lại, lẩm bẩm nói, Đồng Văn Thắng sớm đã bị cậu thu phục, là đầy tớ của cậu. Đúng vậy, Tô Thương gật đầu cười. Nói như vậy, đầu mà ông ta đưa lên của Tô Huyền Thiên là giả, mục đích là lừa để lấy đáo tuyết liên 5.000 năm. Ha ha, bà thật thông minh quá, đúng là như thế. Tô Thương thừa nhận. Hừm, Tô Huyền Thiên. Cậu thật to gan. Tần Liên Hương lạnh lùng uy hiếp, nói, dám lừa gạt tông chủ Vô Ảnh Tông, cậu không sợ bị Vô Ảnh Tông báo thù hay sao? Ha ha, trưởng lão Vô Ảnh Tông, tôi đã giết mấy người rồi, vốn nghĩ không chết không được, tôi không cần ngại những chuyện đó. Tô Thương nhíu mày cười lạnh. Cái gì? Tần Hương Liên không chịu được mà hỏi, tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc hai ngày trước đã đến Giang Bắc. Chẳng lẽ đã gặp phải thủ đoạn thâm độc của cậu hay sao? Không chỉ là tứ trưởng lão, tam trưởng lão cũng bị tôi giết chết. Ánh mắt Tô Thương run lên, thản nhiên nói, bây giờ, đến lượt bà. Tô Huyền Thiên, cậu cho tôi một cơ hội, đừng có giết tôi đồng ý dốc sức cho cậu. Tần Liên Hương thấy như vậy, tự biết mình không phải là đối thủ của Tô Thương, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chẳng qua là trong mắt bà ấy lại che giấu đi một chút độc ác, trong lòng sớm đã nghĩ, ứng phó với Tô Thương trước, chờ cơ hội trở lại Vô Ảnh Tông, lập tức báo cáo với tông chủ, đến và đánh chết Tô Thương. Nhưng mà, Tô Thương đã tu chân 10 vạn năm, gặp qua vô số người, cái suy nghĩ xảo quyệt này sao có thể giấu anh ấy được? Vì thế, Tô Thương không nhiều lời, Thủy Long trong tay ném ra, trực tiếp giết chết Tần Hương Liên. Tần Hương Liên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ Tô Thương lại ra tay quả quyết như thế, cơ thể bà ta ngã xuống, chết tươi tại chỗ. Dốc sức vì tôi sao, ha ha, bà cũng xứng sao. Tô Thương liên tục cười lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khinh thường, sau đó vung tay lên, lấy xác của Tần Hương Liên thu vào trong vòng tay lưu trữ. Wow, chủ nhân, cậu đối với tôi tốt quá, tinh huyết của người này thật là mạnh quá. Trong vòng tay lưu trữ, Thục Phân vẫn đang tu luyện, đã nhận ra được đột nhiên có thêm một xác chết, đột nhiên mở to mắt, kích động nhảy dựng lên. Luyện hóa tiếp đi, để xem mày có thể đặt chân được đến cảnh giới gì. Tô Thương khẽ cười nói. Vâng, cảm ơn quà tặng của chủ nhân. Thục Phân cung kính trả lời,
sau đó vừa cười vừa nói, chủ nhân, nói cho cậu một tin tốt, tôi có thể cảm nhận được, sau khi trúc cơ, tôi sẽ có thể biến hóa thành hình người rồi. Trúc cơ, biến hóa. Tô Thương dừng một chút, chịu không được mà nói, yêu thú biến hóa, không cần phải đạt đến hóa thần kỳ sao. Cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng tôi thật sự có loại cảm giác này, đến trúc cơ thì có thể biến hóa được. Thục Phân nghiêm túc nói. Tôi có biết một chút. Tô Thương nghĩ một lúc, sau đó khẽ cười nói, phép tắc trên trái đất, khác với huyền thiên tiên vực, nơi này chèn ép mạnh mẽ, so với huyền thiên tiên vực thì yếu hơn rất nhiều. Với tình hình bình thường, người tu chân cảnh giới kết đan, mới có thể bay lên không trung, nhưng cự ly cũng sẽ không quá xa, chẳng qua tôi có một loại cảm giác, đặt chân đến trúc cơ thì có thể bay lên được. Tô Thương nói tiếp, nói đơn giản hơn, nếu ở huyền thiên tiên vực, chỉ một trường có thể đánh nát một viên đá, cũng một trường như thế ở trái đất, sức mạnh đó lớn đến mức có thể đánh bay cả ngọn núi lớn. Ở trái đất linh khí mỏng manh, phép tắc lại yếu kém quá, đến mức để ràng buộc người tu chân cũng ít đi gấp nhiều lần. Tô Thương cười nói, nền tảng của mày có thể thay đổi hình dáng, suy nghĩ kỹ xem nên là hình dáng thế nào chưa, đây cũng là trong những điều hợp lý mà. Thục Phân gật đầu như có vẻ hiểu được, sau đó ngại ngùng nói, cậu chủ, cậu mong muốn tôi khi biến thành người sẽ có hình dáng thế nào? Ha ha, mong muốn. Tô Thương tùy tiện cười lên. Tôi cũng rất mong chờ đó, biến thành người rồi thì người ta cũng dễ dàng phục vụ chủ nhân hơn mà. Thục Phân ngại ngùng nói. Hả? Phục vụ? Còn có nghĩa khác nữa đó. Tô Thương vội vàng lấy lại tinh thần, không nói chuyện với Thục Phân nữa, ánh mắt nhìn lên người Đồng Văn Thắng. Cậu chủ! Lúc này, Đồng Văn Thắng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, khuôn mặt đầy kính trọng và khâm phục nói, không ngờ năng lực của cậu chủ lại có thể mạnh như thế, đến nhị trưởng lão đang ở cảnh giới địa tông hậu kỳ mà cũng không phải là đối thủ của cậu. Không thể tưởng tượng nổi. Đồng Văn Thắng hoàn toàn không thể ngờ, năng lực chiến đấu của cậu chủ lại có thể khủng bố đến như vậy. Đồng thời, ông ấy càng kiên định hơn khi đi theo Tô Thương, thậm chí còn cảm thấy đây là quyết định đúng đắn nhất của mình. Cùng lúc đó, Đồng Văn Thắng kiên cường chống chọi với vết thương trên cơ thể, từ trong xe thấy ra một hộp bằng gỗ, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, cậu chủ, đây là đóa tuyết liên 5.000 năm, ngoài cái này ra, tôi cũng tìm thấy 100 viên đá năng lượng, mời cậu chủ qua đây xem. Tuyết liên hoa. Đá năng lượng. Tô Thương nghe xong, khóe miệng nở nụ cười, anh ấy rời tầm mắt nhìn về phía chiếc dương gỗ. Chỉ nhìn thấy một đống đá năng lượng được đặt trong dương gỗ, trên lớp trên cùng có một hộp gỗ dài 40cm, bên trong tỏa ra linh khí dao động. Tô Thương bước tới, cầm lấy hộp gỗ trong tay, sau khi mở ra liền thấy trong hộp có một bông hoa trắng như tuyết, đó chính là tuyết liên hoa, trong lòng anh lập tức kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Gốc tuyết liên này thực sự là 5.000 năm tuổi, hơn nữa còn bảo quản tốt như vậy. Tô Thương trực tiếp thu nó vào trong vòng lưu trữ, dự định tranh thủ có thời gian thì luyện chế tuyết liên thành đan dược. Đến lúc đó, anh có thể đặt chân lên tầng luyện khí tầng 7. Sau khi qua cơn kích động, Tô Thương nhìn Đồng Văn Thắng, hài lòng nói, Đồng Văn Thắng, ông đã giúp tôi một việc lớn, tôi nhất định phải thưởng cho ông thật tốt. Dứt lời, Tô Thương rót hai luồng linh khí vào trong cơ thể của Đồng Văn Thắng. Đồng Văn Thắng chỉ bị vết thương ngoài da, một trong hai luồng linh khí đã trực tiếp chữa lành vết thương của ông ta. Còn luồng linh khí còn lại là dùng để đột phá cảnh giới. Sau khi trở về, luyện hóa năng lượng trong cơ thể, nhất định có thể bước vào tông sư trung kỳ. Tô Thương cười nói, cái này xem như là ban thưởng cho việc ông mạo hiểm lấy được tuyết liên. Cảm ơn cậu chủ, Đồng Văn Thắng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể thì lập tức vô cùng kinh ngạc, sau khi phản ứng lại, ông ta vội vàng tỏ vẻ trung thành, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để san sẻ những lo lắng với cậu chủ. Tô Thương nở nụ cười, anh đưa mắt nhìn về phía dương gỗ, tò mò hỏi, Đồng Văn Thắng, làm sao ông lấy được 100 viên đá năng lượng này? Báo cáo cậu chủ, đây là phần thưởng của đại trưởng lão ban cho. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồng Văn Thắng không dám giấu giếm,
nói đúng sự thật, sau khi tôi đến Vô Ảnh Tông, trước tiên đến ra mắt đại trưởng lão. Ngay sau đó, Đồng Văn Thắng thành thật kể chi tiết cho Tô Thương mọi chuyện đã xảy ra ở Vô Ảnh Tông. Ha ha, vị đại trưởng lão này trong lúc vô tình mà đã giúp ông một phen đó. Tô Thương nở nụ cười, sau đó híp mắt lại nói, đá năng lượng cũng không phải là đá vụn trên đường phố, chợ đen cửu môn cũng chỉ gom góp cho tôi 200 viên. Mà cái ông đại trưởng lão này thật là lạ, ông chỉ xin ông ta 3 viên, ông ta lại cho ông 100 viên, thật là khó hiểu. Tô Thương nghi hoặc nói, Đồng Văn Thắng, tình cảnh của đại trưởng lão như thế nào, ra tay rộng rãi như vậy, nhà ông ta có mỏ quặng sao? Cậu chủ, Đồng Văn Thắng cười nói, ngài nói đúng, đại trưởng lão, ông ta thật sự có mỏ quặng. Thật sao, trong nhà có mỏ quặng, Tô Thương chỉ là thuận miệng đùa một chút mà thôi, không ngờ lại là sự thật. Cậu chủ, chuyện là như thế này. Đồng Văn Thắng vội vàng giải thích, đại trưởng lão sơ ý lỡ miệng. Mấy ngày trước, ông ta phát hiện một mỏ đá năng lượng ở một ngọn núi lớn ở Giang Nam. 100 viên đá năng lượng này đến từ cái mỏ đó. Ông ta còn nói với tôi là loại đá năng lượng này, ông ta muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Cái gì? Trong lòng Tô Thương dùng mình, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi tái sinh anh lại hưng phấn như vậy. Mỏ đá năng lượng, đó chính là linh thạch đấy. Linh thạch là tài nguyên quan trọng ở trong giới tu chân, vì vậy linh thạch đã trở thành thứ mà người tu chân đổ xô tới, mỗi khi linh thạch ra đời sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Không ngờ linh khí của trái đất mỏng như vậy mà lại có linh thạch, trời cũng đang giúp ta. Tuy nhiên vẫn phải ổn định, càng là như vậy thì càng không thể nóng vội. Đồng Văn Thắng. Tô Thương bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi, vị đại trưởng lão này là cảnh giới gì? Địa tông đỉnh phong, Đồng Văn Thắng cung kính nói. Đỉnh phong à, Tô Thương nhíu mày, anh đã đặt chân đến luyện khí tầng 6 rồi, nếu thi triển huyết tế, cùng với lá bùa mà anh luyện chế trước đó, có cơ hội nhất định có thể xóa sổ được đỉnh phong. Nhưng phần trăm rủi ro quá lớn, không thể mạo hiểm như vậy, nếu có thể bước lên luyện khí tầng 7, đối mặt với đại trưởng lão thì sẽ không có vấn đề gì. Với suy nghĩ này, ánh mắt của Tô Thương nhìn vào Tuyết Liên, trầm tư một lúc, sau đó Tô Thương nhìn Đồng Văn Thắng, dò hỏi, Đồng Văn Thắng, ông có thể liên hệ với đại trưởng lão không? Có thể. Đồng Văn Thắng gật đầu, quay sang cung kính nói, cậu chủ, cậu có sai bảo gì không? Tôi muốn ông liên hệ với đại trưởng lão yêu cầu ông ta đem toàn bộ đá năng lượng tới Giang Bắc, chỉ cần nói. Tô Thương dừng một chút, sau đó cười nói, đại trưởng lão phát hiện ra mỏ đá năng lượng, nhưng ông ta không khai thác quá nhiều. Có lẽ cảm thấy không dễ bán, không có cách nào đổi lấy tiền được. Ông hãy nói với ông ta là ông đã tìm được nguồn tiêu thụ. Bảo ông ta đem đá năng lượng đến Giang Bắc bán, ông ta nhất định sẽ tới. Tô Thương hơi nheo mắt lại, cười lạnh nói, đợi khi nào ông ta tới, tôi sẽ cướp đá năng lượng, ép hỏi tung tích của mỏ đá năng lượng. Vâng. Lần này, Đồng Văn Thắng không nghi ngờ thực lực của Tô Thương, mà là hỏi, cậu chủ, đá năng lượng rất có giá trị, nếu có nguồn tiêu thụ, một viên đá năng lượng ít nhất cũng phải có 3 đến 5 triệu. Trong tay đại trưởng lão hẳn là có rất nhiều đá năng lượng, giá cả mua vào sẽ vô cùng kinh người. Nếu ông ta hỏi người mua là ai, tôi nên trả lời như thế nào mới không làm ông ta nghi ngờ. Cái này đơn giản. Tô Thương cười nhẹ nói, ông chỉ cần nói với đại trưởng lão chợ đen cửu môn dự định thu mua một số lượng lớn đá năng lượng, địa điểm giao dịch là ở chợ đen cửu môn. Tôi sẽ chào hỏi với người ở chợ đen cửu môn trước. Được. Tính toán thời gian lúc tôi vừa tới Giang Bắc thì trước cứ nói là đã tìm được người mua, cũng không thích hợp lắm. Cậu chủ, sáng mai tôi lại liên hệ với đại trưởng lão rồi dẫn ông ta đến Giang Bắc. Vẻ mặt Đồng Văn Thắng kinh ngạc đáp lại, không hề lo lắng chút nào cậu chủ có thể đối phó đại trưởng lão hay không. Bởi vì hiện tại, ở trong mắt ông ta, cậu chủ chính là vô địch, chưa bao giờ làm việc mà không nắm chắc. Ừ, được rồi, ông về trước đi. Tô Thương gật đầu, sau đó cười nói, đi theo tôi làm cho tốt, tôi bảo đảm trong vòng một năm, ông sẽ phát triển đến mức kinh người. Cảm ơn cậu chủ, Đồng Văn Thắng chắp tay cúi đầu cảm ơn, rồi biến mất trong đêm đen. Nhìn Đồng Văn Thắng đi xa,
Tô Thương cất chiếc hộp gỗ chứa đá năng lượng vào trong vòng lưu trữ. Sau đó, anh lại lấy ra Tuyết Liên 5.000 năm tuổi, xem xét nó cẩn thận, lẩm bẩm, luyện khí tầng 7 phụ thuộc vào nó. Hả? Đột nhiên Tô Thương nhận thấy Tuyết Liên này có gì đó không ổn, sau khi kiểm tra lại thì phát hiện trong Tuyết Liên có chứa kịch độc. Độc này rõ ràng là do người nào đó cố ý đưa vào, thủ pháp rất thông minh, người bình thường hoàn toàn không phát hiện ra, nhưng không thể gạt được Tô Thương. Thật thú vị, ai lại hạ độc trong Tuyết Liên? Chẳng lẽ Đồng Văn Thắng đã bị bại lộ, đại trưởng lão muốn lấy thứ này giết mình? Tô Thương cau mày, nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, lắc đầu nói, Tuyết Liên 5.000 năm tuổi rất quý giá, cho dù là đại trưởng lão nhìn thấu Đồng Văn Thắng, cũng sẽ không nỡ bỏ vốn lớn như vậy, dùng Tuyết Liên đầu độc mình. Hơn nữa, nhị trưởng lão vừa rồi còn ra tay muốn cướp Tuyết Liên, đây rõ ràng không phải là âm mưu của Vô Ảnh Tông. Nếu như trừ bỏ đại trưởng lão, còn có ai sẽ hạ độc? Tô Thương lẩm bẩm nói, Tuyết Liên được minh chủ Vô Ảnh Tông lấy ra để thưởng cho kẻ đã giết chết Tô Huyền Thiên. Vốn dĩ chuyện này rất kỳ lạ, ở trong mắt bọn họ, Tô Huyền Thiên chỉ là một kẻ có thực lực nửa bước địa tông, đầu của Tô Huyền Thiên không xứng với cây Tuyết Liên này. Vậy thì, minh chủ Vô Ảnh Tông vì sao lại hạ vốn lớn như vậy, dùng Tuyết Liên để ban thưởng cho người giết được Tô Huyền Thiên? Theo những gì Đồng Văn Thắng đã nói, Vô Ảnh Tông ngoài minh chủ ra thì người có quyền lực cao nhất chính là đại trưởng lão. Mặc kệ tứ trưởng lão hay là tam trưởng lão, bọn họ đều không có tư cách tranh đoạt cây Tuyết Liên này với đại trưởng lão. Cho dù có được, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay của đại trưởng lão. Tô Thương suy đoán, chẳng lẽ tông chủ Vô Ảnh Tông muốn hạ độc đại trưởng lão bằng Tuyết Liên? Quên đi, mình nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện này cũng không liên quan đến mình. Tô Thương cười nói, loại độc tố này mình dùng linh khí tốn một chút công sức là có thể loại bỏ, đối với mình ảnh hưởng không lớn. Nếu Tuyết Liên đã đến tay, mình tự nhiên sẽ không bỏ sót. Chẳng qua, bây giờ hẳn là Lý Nguyệt đã đến biệt thự rồi, cùng cô ấy ăn tối dưới ánh nến vẫn quan trọng hơn. Nghĩ đến đây, Tô Thương đặt Tuyết Liên vào trong vòng lưu trữ, sau đó nhảy lên biến mất. Vừa rồi anh đã tiêu hao rất nhiều linh khí, cho nên không tiếp tục thi triển chỉ xích thiên nhai. Giờ này khắc này. Núi Tử Vân, Vô Ảnh Tông. Trên đỉnh núi, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đứng chắp tay sau lưng. Ông ta là minh chủ của Vô Ảnh Tông, Đoàn Tứ Hải. Vô Ảnh Tông chiếm giữ núi Vân Sơn, bởi vì là một thế lực mới nổi lên, vì vậy sức ảnh hưởng tương đối yếu trong nhiều tông phái võ thuật. Dù thường khoe khoang rằng mình thuộc một tông phái tầm trung nhưng thực tế đó chỉ là một tông phái nhỏ, ít đệ tử, cũng không có nhiều cao thủ trong tông phái. Nhưng lý do để Vô Ảnh Tông có thể có được chỗ đứng vững chắc trong tông phái võ thuật hoàn toàn dựa vào minh chủ Đoàn Tứ Hải. Đoàn Tứ Hải là một tài năng đáng kinh ngạc, chưa đầy 60 tuổi đã gây được tiếng vang lớn trong tông phái võ thuật trong những năm gần đây. 20 năm trước ông ta đã thành lập một tông phái, thành lập Vô Ảnh Tông ở núi Vân Sơn. Trong 20 năm qua, ông ta thu hút cao thủ, thu nhận đệ tử, Vô Ảnh Tông dần dần khởi sắc. Không nói quá khi nói rằng Vô Ảnh Tông hoàn toàn được chống đỡ bởi Đoàn Tứ Hải, nếu không đã bị các tông phái khác thâu tóm từ lâu. Về thực lực của Đoàn Tứ Hải, ông ta đã lâu không có động tĩnh gì, chỉ có thể hình dung là sâu không lường được. Nghe nói Đoàn Tứ Hải đã từng ở lại vùng núi Tế Trời, dường như có chút sâu xa với vùng núi Tế Trời. Cũng chính vì vậy mà nhiều tông phái võ thuật không muốn trêu chọc Vô Ảnh Tông. Nhìn chung, Đoàn Tứ Hải chính là trời của Vô Ảnh Tông, bao trùm phía trên mọi người. Lúc này, ông ta đứng trên đỉnh núi. Đứng trên cao nhìn về phía xa xa, trên người không có một tia chân khí dao động, giống như một người bình thường. Minh chủ, đột nhiên, một đệ tử của Vô Ảnh Tông bước tới, quỳ một chân xuống và cung kính nói, Đồng Văn Thắng đã mang theo Tuyết Liên rời khỏi Vô Ảnh Tông. Tôi hiểu rồi, cậu đi xuống đi. Đoàn Tứ Hải xua xua tay, giọng điệu bình đạm nói. Vâng, tên đệ tử này cung kính tuân theo. Sau đó cúi người lui về phía sau 4-5 mét, sau khi cách xa Đoàn Tứ Hải mới dám thẳng thắt lưng sải bước rời khỏi đỉnh núi. Cảm nhận được đệ tử rời đi, Đoàn Tứ Hải hơi híp mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.
Hứa Sơn Cư, với bản tính của ông nhất định sẽ không tha cho cây tuyết liên này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuyết liên nhất định sẽ rơi vào tay ông. Mà bên trong tuyết liên, tôi đã hòa vào độc dược mà tôi điều chế, ông tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Kịch độc này nếu đụng vào sẽ chết, huống chi là nuốt vào, ha ha ha. Đoàn Tứ Hải đầu tiên là bật cười, rồi sau đó mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, đại trưởng lão à, chớ có trách tôi, muốn trách thì trách chính ông, có một số thứ không thuộc về ông, sau khi lấy được thì ngoan ngoãn giao nộp là được rồi, tại sao lại phải giấu đi, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Suy đoán của Tô Thương không sai, minh chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải cố tình giấu chất độc trong tuyết liên với mục đích giết chết đại trưởng lão Hứa Sơn Cư. Bởi vì vài ngày trước, Hứa Sơn Cư ở núi lớn ở Giang Nam đó không chỉ tìm thấy một mỏ đá năng lượng mà còn có được một chí bảo. Chuyện này đã bị vùng núi Tế Trời biết, bọn họ không có hứng thú đối với đá năng lượng mà đặc biệt chú ý đến chí bảo kia. Vì vậy, vùng đất Tế Trời đã cử người đi tìm Đoàn Tứ Hải, nói việc này cho Đoàn Tứ Hải biết, ra lệnh cho Đoàn Tứ Hải phối hợp với vùng đất Tế Trời, phải lấy được chí bảo. Đoàn Tứ Hải thiên phú dị bẩm, từng tu luyện ở vùng núi Tế Trời, nhưng sau đó bị đuổi khỏi vùng núi Tế Trời vì một việc nào đó. Vì vậy, ông ta chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của vùng núi Tế Trời, không dám nói một chữ không. Ban đầu, Đoàn Tứ Hải định dùng vũ lực để trấn áp đại trưởng lão để đoạt lại chí bảo, nhưng bị người được phái đến từ vùng núi Tế Trời phủ quyết. Bởi vì chí bảo trong tay đại trưởng lão quá quan trọng, trong thời gian ngắn có thể nâng cao thực lực, không thể rút dây động rừng, cũng không thể mạnh mẽ cưỡng cầu, miễn cho đại trưởng lão bất chấp tất cả, hủy diệt chí bảo, vậy thì mất nhiều hơn được. Vào lúc này, việc Tô Huyền Thiên giết chết trưởng lão của Vô Ảnh Tông ở Giang Bắc đã gây ra rất nhiều náo động. Đoàn Tứ Hải thấy vậy, trong lòng sinh ra một kế, lấy đại tuyết liên 5.000 năm tuổi ra định gài bẫy giết chết đại trưởng lão. Trong Vô Ảnh Tông, ngoài minh chủ lão ông ta ra, thực lực của đại trưởng lão là mạnh nhất, hơn nữa còn khống chế thực quyền, thật sự là dưới một người trên vạn người. Bởi vậy, Đoàn Tứ Hải có thể xác định, cây tuyết liên này nhất định sẽ rơi vào tay của đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng nhất định phải có được tuyết liên, bởi vì tuyết liên có thể kéo dài tuổi thọ, đây chính là điều mà đại trưởng lão cần. Đáng tiếc, lãng phí một cây tuyết liên 5.000 năm tuổi. Đây chính là phương thuốc quý giá mà vùng núi Tế Trời ban thưởng cho mình. Lúc này Đoàn Tứ Hải hơi có chút tiếc nuối. Đoạn minh chủ. Trong đêm tối đột ngột vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ngay sau đó, một thanh niên mặc áo choàng màu xanh lá đột nhiên xuất hiện, đứng sau lưng Đoàn Tứ Hải. Người thanh niên có mái tóc dài bồng bềnh, một bộ y phục cổ trang, khuôn mặt tuấn tú, chiếc mũi ưng cao thẳng rất nổi bật. Lúc này trên mặt anh ta lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói, chỉ là một cây tuyết liên 5.000 năm tuổi mà thôi, có cái gì mà đáng tiếc, tôi cam đoan với ông sau khi xong chuyện sẽ xin vùng núi Tế Trời đưa cho ông thù lao phong phú. Thạch công tử. Đoàn Tứ Hải kịp phản ứng, vội vàng xoay người, ôm quyền cười nói, ha ha, nếu như vậy thì cảm ơn Thạch công tử. Người thanh niên mặc áo xanh, họ Thạch, gọi là Thạch Hiên. Đến từ vùng núi Tế Trời Thái Sơn. Đoạn minh chủ khách khí rồi. Thạch Hiên cười cười, rồi sau đó dò hỏi, mọi chuyện thế nào rồi? Thạch công tử yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi. Trong vòng vài ngày nữa, Hứa Sơn Cư sẽ chết vì trúng độc. Đoàn Tứ Hải cười nhẹ nói, sau khi ông ta chết, tôi sẽ đích thân lục tung nơi ở của ông ta, nhất định sẽ tìm được chí bảo kia. Được. Vậy tôi yên tâm rồi. Thạch Hiên hài lòng gật đầu. Thạch công tử. Đoàn Tứ Hải hơi khó hiểu, tò mò hỏi, rốt cuộc Hứa Sơn Cư đã lấy được thứ gì mà lại khiến cho vùng núi Tế Trời hứng thú. Đoạn minh chủ. Thạch Hiên nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh đi, lạnh lùng nói, về chuyện này, tốt nhất ông không nên hỏi quá nhiều, biết quá nhiều, sẽ không tốt cho ông. Ngoài ra, sau khi Hứa Sơn Cư chết, lập tức thông báo cho tôi biết. Việc tìm chí bảo giao cho tôi là được, không phiền Đoạn minh chủ lo lắng. Được, Đoàn Tứ Hải nghe vậy, không dám có chút nghi ngờ, vội vàng ôm quyền đồng ý. Tuy rằng thực lực của người thanh niên trước mặt không bằng mình, nhưng đối phương đến từ vùng núi Tế Trời, thân phận cao quý, bản thân không thể trêu vào.
Thạch Hiên gật đầu dặn dò nói, nhớ lấy, việc này không được để lộ ra ngoài, nếu không tôi sẽ hỏi tội ông. Hiểu rồi. Còn một chuyện, tôi vừa định hỏi ông. Lúc này, ánh mắt Thạch Hiên rơi vào người Đoàn Tứ Hải, cau mày nói, đại trưởng lão Vô Ảnh Tông các ông, Cát Bình, chết ở Giang Bắc. Đoàn Tứ Hải không giấu giếm nói đúng sự thật, mấy ngày trước, Cát Bình đột nhiên đến Giang Bắc muốn giết người đứng đầu nhà họ Tô ở Giang Bắc, kết quả bị một thanh niên địa tông giết. Cát Bình chưa từng đến Giang Bắc, tự nhiên cũng không có thủ oán gì với nhà họ Tô ở Giang Bắc. Lần này không biết bị người nào sai khiến vậy mà lại đi giết người đứng đầu nhà họ Tô, nên mới mất mạng oan uổng. Đoàn Tứ Hải thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Nhưng Thạch Hiên, thanh niên mặc áo xanh bên cạnh lại lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói, ha ha, tôi bảo ông ta đi đấy. Tôi bảo ông ta đi. Đoàn Tứ Hải nghe được câu này, trên mặt lập tức lộ ra một chút nghi hoặc, khó hiểu nói, Thạch công tử, Giang Bắc chỉ là một địa phương nhỏ, nhà họ Tô kia lại càng bé nhỏ không đáng kể. Cậu có thù oán gì với nhà họ Tô sao? Thạch Hiên không phủ nhận, giọng điệu bình thản nói, quả thực có thù, hơn nữa còn là thâm thù đại hận. Khoảng thời gian trước, tôi đi qua Giang Bắc, dự định hủy diệt họ Tô ở Giang Bắc. Khóe miệng Thạch Hiên nhếch lên nói, tuy nhiên không có thành công, ngược lại tôi lại bị thương rất nặng. Thạch công tử, tuy rằng cậu còn trẻ, nhưng đã đặt chân tới địa tông rồi. Đoạn Tứ Hải nghi hoặc, nhà họ Tô ở Giang Bắc, có người là đối thủ của cậu. Có, Thạch Hiên cười nói, Tô Kiền Khôn, lão gia chủ của nhà họ Tô, thực lực không hề yếu, cảnh giới cũng ngang với tôi, ra tay đánh tôi bị thương nặng. Nhưng ông ta cũng không khá hơn là bao, cũng bị thương, hơn nữa tuổi tác của ông ta đã quá lớn, có lẽ cả đời này cũng không khôi phục hoàn toàn được. Thạch Hiên nói tiếp, nhưng tôi đã sử dụng thánh dược chữa thương từ vùng núi Tế Trời, bây giờ đã khỏi hẳn. Nhưng mấy ngày nay, tôi vẫn đang điều tra trí bảo ở núi lớn ở Giang Nam, không thể phân thân, liền bảo Cát Bình thay tôi đến Giang Nam trước, giết Tô thần binh của nhà họ Tô. Nói đến đây, Thạch Hiên lộ ra vẻ bất mãn, ai ngờ phế vật Cát Bình này không hoàn thành nhiệm vụ mà lại chết ở Giang Bắc. Thạch công tử. Đoạn Tứ Hải cười khổ nói, chuyện này cũng không thể trách Cát Bình. Đó là do Tô Huyền Thiên kia thực lực quá mạnh, hơn nữa có vô số thủ đoạn. Tô Huyền Thiên. Thạch Hiên nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên người Đoạn Tứ Hải, nhàn nhạt nói, tôi tìm ông chỉ là muốn hỏi một câu, Tô Huyền Thiên này đến tột cùng có lai lịch gì? Tôi cũng không biết chi tiết cụ thể. Tôi đã tìm người điều tra, cậu ta dường như nhảy ra từ cục đá, mỗi lần xuất hiện, cậu ta đều biến mất không dấu vết. Đoạn Tứ Hải trả lời, nhưng mà nghe nói cậu ta có quan hệ sâu xa với nhà họ Tô, là anh em kết nghĩa với Tô lão gia nhà họ Tô Tô Kiền Khôn. Có lẽ chính vì mối quan hệ này mà mấy ngày trước cậu ta mới có thể giải cứu Tô thần binh của nhà họ Tô ở chợ đen Cửu Môn. Đoạn Tứ Hải suy đoán. Vẻ mặt của Thạch Hiên trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, Tô Huyền Thiên này dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi muốn xé xác anh ta ra thành từng mảnh. Ha ha, Thạch công tử, cậu không cần phải lo lắng về chuyện này. Đoạn Tứ Hải cười nói, Tô Huyền Thiên kia đã chết rồi. Chết rồi, Thạch Hiên nhíu mày nói, chết như thế nào, tin tức có thể tin được không? Đáng tin cậy, hiện tại đầu của cậu ta vẫn ở trong tông Vô Ảnh của tôi, về phần nguyên nhân cái chết. Đoạn Tứ Hải khẽ cười, ha ha, có chút đáng buồn. Tô Huyền Thiên này chết trong tay một tên rác rưởi ở cảnh giới Hóa Kình. Tông Vô Ảnh của chúng tôi ở Giang Bắc có một gia tộc phụ thuộc, nên người đứng đầu gia tộc đã thiết lập một bữa tiệc hồng môn yến, đầu độc Tô Huyền Thiên. Hôm nay, đầu của Tô Huyền Thiên đã được đưa đến Tông Vô Ảnh. Đoạn Tứ Hải nói thêm, tôi tận mắt nhìn thấy, đầu thật là của Tô Huyền Thiên, sẽ không có giả. Lại có việc như vậy sao? Thạch Hiên đặc biệt kinh ngạc. Rồi sau đó cười lạnh nói, ha ha, đáng thương cho Tô Huyền Thiên, thiên tư chắc tuyệt, mới 20 tuổi đã có thể giết địa tông bán bộ, là một thiên tài nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Đoạn Minh Chủ, nếu đã như vậy, vậy tôi không có vấn đề gì. Thạch Hiên vốn muốn hỏi thăm Tô Huyền Thiên, tìm cơ hội giết anh để không ảnh hưởng đến việc hủy diệt nhà họ Tô của mình. Nhưng hiện tại biết Tô Huyền Thiên đã chết, vậy anh ta đương nhiên không có gì để hỏi.
Thạch công tử. Lúc này, Đoạn Tứ Hải tiến lên nói, mạo muội hỏi một câu, cậu và nhà họ Tô, một trời một vực, tại sao lại kết thù? Không tiện nói, Thạch Hiên nói. Hiểu rồi. Đoạn Tứ Hải không hỏi thêm câu nào mà tò mò nói, Thạch công tử, với thân phận và bối cảnh của cậu, cậu tùy tiện phái một cao thủ ở vùng núi tế trời đã có thể làm cho nhà họ Tô máu chảy thành sông, cần gì phải lao lực như thế? Chuyện này tương đối phức tạp, yêu cầu bí mật thực hiện, tôi không muốn để cho người khác biết là tôi hủy diệt nhà họ Tô. Thạch Hiên nhìn chằm chằm Đoạn Tứ Hải, nhàn nhạt nói, tôi nói với ông chuyện này vì muốn ông giúp tôi giải quyết nhà họ Tô. Sau khi chuyện này xong, tôi nhất định sẽ hậu tạ. Thạch công tử khách khí rồi, cái gì mà hậu tạ với không hậu tạ, ông nội của cậu là sư phụ của tôi, làm việc cho cậu, tôi không thể chối từ. Đoạn Tứ Hải mở miệng đồng ý, sau đó nói, tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc của Tông Vô Ảnh giết người như ma, vừa mới tới Giang Bắc. Tôi sẽ liên lạc với ông ta để ông ta đi huyết tẩy nhà họ Tô. Được, Thạch Hiên hài lòng gật đầu. Đoạn Tứ Hải không chút do dự, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi vào số điện thoại di động của tứ trưởng lão, nhưng không có ai trả lời. Ha ha, tứ trưởng lão này tư tưởng tương đối cổ hủ, không thích thiết bị liên lạc điện tử nên có lẽ đã quên mang theo điện thoại di động. Đoạn Tứ Hải mỉm cười, sau đó nói, như vậy đi, Thạch công tử, tôi sẽ liên hệ với tam trưởng lão Đinh Tắc, ông ta là địa tông trung kỳ, đủ để quét sạch nhà họ Tô. Thạch Hiên gật đầu nói, được. Đoạn Tứ Hải ngay lập tức tìm số điện thoại di động của tam trưởng lão và bấm số. Điện thoại đã thông, nhưng vang lên nửa ngày, cũng không có người nhận. Hai tên này, Đoạn Tứ Hải có chút tức giận, tạm dừng vài giây liền cười làm lành nói, ha ha, Thạch công tử, tam trưởng lão đã già rồi, lỗ tai không tốt, dùng điện thoại di động cũng không tốt lắm. Như vậy đi, nhị trưởng lão Tần Hương Liên không có ra ngoài. Ngày hôm qua tôi gặp bà ta ở Tông Vô Ảnh, tôi phái người đi tìm nhị trưởng lão, lệnh cho bà ta đi Giang Bắc hoàn thành chuyện này. Đoạn Tứ Hải cười nói. Thạch Hiên có chút không kiên nhẫn, nhưng gật đầu nói, được. Lần này tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Đoạn Tứ Hải trực tiếp gọi điện cho thân tín của mình, sau khi điện thoại thông liền nói, bảo nhị trưởng lão đến gặp tôi ở đỉnh núi. Tôi có chuyện cần thu xếp cho bà ta. Thưa Minh Chủ, đầu bên kia điện thoại tạm dừng một chút, một giọng nói truyền đến, nhị trưởng lão hôm nay xuống núi. Về phần đi đâu, đệ tử hầu hạ bà ta cũng không biết. Chết tiệt, thời khắc mấu chốt một đám đều không thể liên lạc được, đều chết rồi đúng không? Đoạn Tứ Hải phẫn nộ cắt đứt điện thoại, quay đầu nhìn về phía Thạch Hiên, có chút xấu hổ, Thạch công tử, cậu yên tâm, sắp tới mấy vị trưởng lão nhất định sẽ trở lại Tông Vô Ảnh. Ai về đến trước tôi sẽ sai người đó đi diệt nhà họ Tô. Được rồi. Thạch Hiên vô cùng bất mãn, nhưng cũng gật đầu nói, Đoạn Minh Chủ, nhớ giữ bí mật đừng để lộ ra ngoài. Đã hiểu, Đoạn Tứ Hải đáp lại, tôi sẽ phát lệnh tiêu diệt nhà họ Tô với lý do nhà họ Tô cấu kết với Tô Huyền Thiên. Như vậy là tốt nhất. Hơn nữa, chuyện của Đại trưởng Lão Hứa Sơn Cư, tôi sẽ chờ tin tức tốt của ông. Để lại một câu, Thạch Hiên thả người nhảy xuống đỉnh núi, bóng dáng của anh ta thấp thoáng vài cái, sau đó liền biến mất. Nhìn Thạch Hiên rời đi, Đoạn Tứ Hải không khỏi thở dài, quả nhiên là thiên kiêu mà vùng núi tế trời tỉ mỉ bồi dưỡng, hơn 20 tuổi vậy mà đã đặt chân vào địa tông hậu kỳ rồi. Thiên phú như vậy thực sự là kinh người. Nhà họ Tô. Đoạn Tứ Hải lắc đầu cười lạnh, ha ha, chỉ là một con kiến tầm thường mà thôi. Nhưng lại chọc tức Thạch công tử, chết cũng không tiếc. Đúng lúc đó, Tô Thương đã về tới biệt thự ven sông, từ xa anh ấy đã phát hiện ra Lý Nguyệt đang ở trong phòng khách, anh ấy liền đi một mạch đến đó. Lúc này, Lý Nguyệt nằm trên sofa, đang xem điện thoại, và còn đắp một chiếc chăn lông màu trắng, dáng người hấp dẫn, vừa nhìn một cái là nhận ra ngay. Tô Thương đi qua đó, tiện tay chạm vào bàn chân trắng nõn của Lý Nguyệt, khẽ cười nói, vợ à, ngại quá, anh khiến em phải chờ lâu rồi. Tô Thương. Lý Nguyệt cảm thấy giống như bị điện giật, ngồi phắt dậy, hai đùi kẹp chặt lại vào nhau, sau đó còn lấy chiếc chăn lông đắp lên đùi, mặt đỏ ửng nói, Tô Thương, anh đi làm gì thế,
lúc nãy sao không ở biệt thự, em lên phòng ở tầng 3 cũng không tìm thấy anh. À, có vài việc gấp cần anh phải xử lý, nhưng bây giờ anh đã giải quyết xong rồi. Tô Thương mỉm cười, tiện tay luồn qua vai Lý Nguyệt, rồi ôm cô ấy vào lòng mình, vợ à, em vẫn chưa ăn tối phải không, đi, chúng ta đi ăn bữa tối dưới ánh nến nào. Ừ, được. Lý Nguyệt không từ chối, mà ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tối nay, cô ấy chịu đến biệt thự, xem như cô ấy đã định dâng hiến cơ thể này cho Tô Thương rồi, cho nên mới nhìn thấy Tô Thương, thì đã nghĩ tới chuyện xảy ra tiếp theo ngay, khuôn mặt xinh đẹp lại bắt đầu ửng đỏ. Vợ à, anh mang giày cao gót cho em nhé. Bỗng nhiên, Tô Thương mỉm cười, sau đó cũng không quan tâm Lý Nguyệt có đồng ý hay không, mà trực tiếp nhấc chân Lý Nguyệt lên. Lý Nguyệt không đi vớ, chân cô ấy nhỏ nhắn, nuột nà trắng nõn, nhìn ở khoảng cách gần, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ lên trên da, vô cùng đẹp đẽ. Hôm nay Lý Nguyệt đi một đôi giày cao gót thủy tinh, cả người toát ra một khí chất vừa nho nhã lại vừa cao quý. Vợ à, bàn chân của em, đẹp quá đi, thậm chí có thể khiến người khác mất mạng vì nó đó. Tô Thương để lộ ra một nụ cười, không kìm chế được mà hôn lên chân một cái, sau đó mới xỏ giày vào chân cho Lý Nguyệt. Ừ. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt lại càng đỏ, cô ấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thương. Vợ à, em không cần đi giày nữa đâu, để anh bế em đến phòng ăn nhé. Lúc đó, Tô Thương vừa mới mang giày xong, rồi lại tháo ra, anh ấy bế kiểu công chúa, cứ như vậy mà bế Lý Nguyệt lên. Được. Lý Nguyệt cắn môi, không hề từ chối Tô Thương, mà ngại ngùng đồng ý. Cứ thế, Tô Thương đã bế Lý Nguyệt lên, đi đến phòng ăn của biệt thự. Quách Ý suy nghĩ rất chu đáo, anh ấy đã sắp xếp và chuẩn bị bữa ăn một cách rất là lãng mạn và tuyệt đẹp. Hơn nữa, trên bàn ăn còn có một cái bình đựng rượu, bên trong được đổ đầy rượu vang, ít nhất cũng phải là 3 lít rượu. Tên Quách Ý này, làm việc cũng được đó chứ. Tô Thương mỉm cười, đặt Lý Nguyệt ngồi xuống ghế trước, sau đó anh ấy mới ngồi xuống ghế đối diện. Tiếp theo, anh ấy lấy bình rượu vang, rót lần lượt vào ly cho Lý Nguyệt và ly của mình. Vợ ơi, đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngồi xuống hưởng thụ một bữa tối yên bình như vậy rồi nhỉ, nào uống một ly đi. Lý Nguyệt nhìn Tô Thương một cái, nói Tô Thương, anh đây là muốn chuốc say em sao? He he, còn phải nói. Con gái mà không say, thì đàn ông làm sao có cơ hội được chứ? Tô Thương cười bấn cợt. Xí, đúng là không biết xấu hổ. Lý Nguyệt bĩu môi nói, em đã chuẩn bị tâm lý rồi, say hay không thì anh cũng không có cơ hội đâu. Ha ha. Trong lòng Tô Thương rất vui mừng, liền cười nói, tuy nói như vậy, nhưng, em vẫn nên uống chút rượu, cho nó có không khí, nào, vợ ơi, cạn ly nào. Được thôi. Lý Nguyệt không hề từ chối. Ngay sau đó, hai người vừa thưởng thức bữa ăn, vừa uống rượu, làm cho bầu không khí càng thêm thoải mái khoan khoái. Khoảng nửa tiếng sau, Lý Nguyệt đã đặt dĩa và thìa xuống, lắc đầu nói, Tô Thương, em ăn no rồi. Vợ ơi, uống thêm một ly nữa đi. Tô Thương khẽ cười, làm ra vẻ muốn rót rượu cho Lý Nguyệt. Không đâu, không thể uống quá nhiều rượu. Nếu không khi làm chuyện đó sẽ phát ra tiếng. Lý Nguyệt xua tay từ chối. Làm chuyện đó. Phát ra tiếng hả? Tô Thương bỗng sững người ra, sau khi kịp thời phản ứng lại, không kìm được mà cười nói, ha ha, vợ à, là ai nói với em cái này vậy? Ca ca. Mặt Lý Nguyệt đỏ ửng lên, khẽ nói, cậu ấy biết hôm nay em muốn đến đây với anh, cho nên mới nói cho em một vài chú ý về chuyện đó. Ha ha! Tô Thương tò mò hỏi, vợ à, cô ấy đã nói với em những gì vậy, có bảo em phải chú ý gì không? Ca ca bảo em. Lý Nguyệt đang nói, thì Tô Thương liền đi tới, bế Lý Nguyệt lên, nhanh chân đi vào phòng khách, đến trước ghế sofa. Sau đó, Tô Thương đặt Lý Nguyệt nằm trên ghế sofa mềm mại, sợi tóc bay bay, tóc tai bù xù xõa xuống che mất khuôn mặt của cô ấy. Lúc này, Tô Thương cúi người xuống, nằm ngay bên cạnh, vừa chỉnh lại tóc cho Lý Nguyệt, vừa nhẹ nhàng nói, bây giờ có thể nói rồi, Trương Ngu ca dạy em thế nào vậy,
cậu ấy. Lý Nguyệt nghiến răng, khẽ nói, cậu ấy nói với em lần đầu tiên không phải căng thẳng, cũng không cần vội vàng, cứ từ từ thôi, nếu không rất có thể sẽ không thành công. Còn nữa không? Tô Thương hỏi tiếp. Còn. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hình như có chút khó nói, nhưng vẫn nghiến răng nói tiếp, anh phải nhẹ một chút, nếu không ngày hôm sau em không thể xuống giường đi lại được. Sau đó thì sao? Tô Thương hỏi tiếp. Chú ý vệ sinh. Lý Nguyệt tiếp tục nói, cái này là quan trọng nhất, Tô Thương, anh đừng động vào em, chúng ta đi tắm đã, tắm qua sau đó. Ha ha. Tô Thương để lộ ra một nụ cười giễu cợt, sau đó nắm lấy cánh tay của Lý Nguyệt nói, vợ à, em rất sạch sẽ mà, không cần tắm đâu, hơn nữa anh cũng không chê bẩn, he he. Vừa nói, Tô Thương cúi người xuống, hôn Lý Nguyệt. Đừng mà, Tô Thương, đi tắm đã. Lý Nguyệt giãy giụa một lúc, kết quả có một gói gì đó nhỏ nhỏ, rơi ra từ trong áo của cô ấy. Durex. Tô Thương định thần lại. Bỗng khẽ cười, vợ ơi, không ngờ rằng là em lại có sự chuẩn bị trước đó, ha ha, nhưng mà, anh lại không thích dùng cái này, chúng ta sắp kết hôn rồi, cũng không cần thiết phải dùng đến đâu. Sau đó, Tô Thương ôm lấy Lý Nguyệt. Lý Nguyệt thì không giãy giụa nữa, tim thì đập thình thịch, và có ý định muốn giao cơ thể này cho Tô Thương. Có được sự đồng ý của Lý Nguyệt, anh ấy lại càng thêm vui mừng, đang chuẩn bị vào việc. Thì đúng lúc đó, Di Phù và Tô Du Du bước vào phòng khách, thì bị cảnh tượng này đập vào mắt. Cha, cô Lý, hai người đang làm gì vậy? Khuôn mặt Tô Du Du tràn đầy sự tò mò, hỏi bằng giọng bi ba bi bô. Chấm hỏi. Tô Thương bỗng đờ người ra, nhanh chóng dừng lại, vẻ mặt thoáng chút xấu hổ. Lý Nguyệt cũng kịp phản ứng lại, vội ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo, khuôn mặt xinh đẹp đỏ rực lên. Cô Lý, mặt của cô sao lại đỏ vậy? Tô Du Du díu mắt, nghi ngờ hỏi. Cô. Lý Nguyệt không biết làm sao, đứng mãi một lúc lâu cũng không nói ra được lý do, thế là cô liền giật giật áo của Tô Thương. Khụ. Tô Thương khịt mũi một cái, sau đó giải thích cái đó, là do cô Lý đang ốm, nhiệt độ đang là 38 độ C, cho nên mặt mới đỏ thế đấy. Ồ, hóa ra là như vậy. Tô Du Du gật đầu, sau đó ân cần nói cha mau đưa cô đi bệnh viện đi, đừng để đầu nóng quá rồi bốc hỏa lên. Cô Lý không sao, cô đã uống thuốc hạ sốt rồi. Lý Nguyệt vuốt tóc, cười một cách ngại ngùng. Đại thiếu gia. Lúc này, mắt dì Phú nhếch lên, nhìn thấy một gói gì đó nhỏ nhỏ trên sofa, bèn nhặt lên nghi ngờ hỏi. Durex, đây là cái gì, nhìn có vẻ rất ngon, có thể ăn không? Ăn sao? Khi Lý Nguyệt nghe thấy câu này, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên, xấu hổ nấp sau lưng Tô Thương, ước gì có cái hố nào đó để chui vào. Cùng lúc đó, cô kéo kéo quần áo của Tô Thương, ra hiệu cho Tô Thương nhanh chóng giải quyết. Khụ khụ. Tô Thương phản ứng, trực tiếp cầm lấy hình vuông nhỏ từ trong tay dì Phù, sau đó cười nói, dì Phù, dì đừng cầm thứ này, đưa cho tôi đi. Làm sao vậy? Đại thiếu gia, dì Phù tò mò hỏi, rốt cuộc có ăn được không? Cái này, nói như thế nào đây? Tô Thương cười cười nói, có thể ăn, cũng không thể ăn, có người thích ăn, cũng có người không thích ăn, tóm lại tương đối phức tạp. Định nghĩa mơ hồ như vậy sao, đại thiếu gia, hình vuông nhỏ này rốt cuộc là thứ gì? Dì Phù càng thêm tò mò. Tô Thương sờ sờ sống mũi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Con biết, lúc này, Tô Du Du bên cạnh giơ bàn tay nhỏ bé lên, cười ngây ngô nói. Lý Nguyệt nghe xong, đột nhiên căng thẳng nhéo một miếng thịt của Tô Thương, như là đang oán trách Tô Thương. Tô Thương chịu đựng đau đớn, nhìn Tô Du Du, thận trọng hỏi, Du Du, con nhìn nhầm rồi, hình vuông nhỏ không phải đồ vật kia như con nghĩ đâu. Cha đừng giả vờ nữa, đây là thứ con thường dùng, không phải là đeo ở. Tô Du Du đang nói, sắc mặt của Tô Thương lập tức trở nên cứng lại, sát khí tràn ngập trong mắt. Còn không phải là chiếc găng tay dùng một lần đeo trên tay sao? Con đều đeo nó khi ăn pizza. Tô Du Du bĩu môi cười nói, cha không lừa được con đâu.
Bao bì của găng tay dùng một lần là loại hình vuông nhỏ này. Hừ, nói thật đi, cha và cô Lý ăn vụng phải không? Nghe được nửa câu sau, sát khí trong mắt Tô Thương lập tức biến mất, hóa ra là anh đã nghĩ quá nhiều. Du Du, đúng rồi, cháu nói đúng, cha cháu và cô đang ăn vụng. Lúc này, Lý Nguyệt tìm được lý do để bào chữa, vội vàng cười nói. Ăn vụng. Dì Phù ở bên cạnh khinh thường nhìn Tô Thương và Lý Nguyệt một cái, nói lời thấm thía, đại thiếu gia, Lý Tiểu Thư, ăn vụng thì ăn vụng, đừng để ảnh hưởng đến người khác, lại còn ngang nhiên như vậy, lần sau nhớ tìm một chỗ không có ai nhé mà ăn vụng. Tôi. Lý Nguyệt cũng nhận ra rằng hai chữ ăn vụng có chút không ổn, lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dì Phù, dì không nói thì không ai bảo dì câm đâu. Tô Thương mặt tối sầm nói, nếu dì còn nói nhiều, tôi cho dì trở về trang viên nhà họ Lý, không cần ở chỗ này nữa. Đại thiếu gia, cậu đang nói cái gì vậy, hỏng rồi, lỗ tai của tôi có thật xấu, lúc thính lúc không thính, ngày mai tôi phải đến bệnh viện tìm bác sĩ chuyên khoa khám một chút. Dì Phù giả vờ như không nghe thấy những gì Tô Thương nói, vừa nhỏ giọng nói thầm vừa đi vào phòng mình. Dì Phù này. Tô Thương nở nụ cười gượng, vô cùng cạn lời, cũng không thể đuổi dì Phù đi, dù sao cũng đã chăm sóc anh nhiều năm như vậy, là người già trong nhà. Cha, cô Lý, các người thật là xấu, ăn pizza vậy mà không gọi con. Lúc này, Tô Du Du khoanh tay, tức giận nói, hừ, con không muốn quan tâm đến các người. Du Du. Lý Nguyệt đi tới, cảm giác hổ thẹn suy yếu đi rất nhiều. Khẽ cười, cô Lý đồng ý với cháu, ngày mai sẽ dẫn cháu đi ăn pizza, đừng tức giận nữa nhé. Thật sao, Tô Du Du vui mừng nói, ai nói dối là chó con sao? Lý Nguyệt cười xoa đầu Tô Du Du, sau đó nói, nhưng mà, Du Du, hôm nay muộn rồi, cháu nên đi ngủ rồi, cô Lý đưa cháu đi tắm được không? Vâng ạ. Cứ như vậy, Lý Nguyệt mặc kệ Tô Thương. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Du Du đi vào phòng tắm. Không bao lâu Tô Du Du đã tắm rửa xong, Lý Nguyệt bế cô bé vào phòng trên lầu 3. Tô Thương đi theo, nhìn Tô Du Du đang nằm trên giường, anh không nhịn được cười nói, Du Du, cha kể chuyện cho con nghe. À, không cần, cha ra ngoài đi. Khuôn mặt nhỏ của Tô Du Du lộ rõ vẻ sợ hãi, vô cùng ghét bỏ. Sao vậy? Tô Thương kinh ngạc hỏi. Cha kể chuyện quá khó nghe, đánh giết giết, con không thích. Tô Du Du nói sự thật. Ha ha, lần này cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện tình yêu của Huyền Thiên Tiên Vực, đảm bảo nghe rất hay. Con không muốn, con muốn nghe cô Lý kể chuyện cơ. Tô Du Du bắt đầu chọn người. Tô Thương sờ sờ sống mũi, cười khổ nói, nhóc con này, vậy mà ghét bỏ cha. Tô Thương. Nếu Du Du muốn nghe em kể chuyện, anh ra ngoài trước đi, em dỗ cô bé ngủ. Lý Nguyệt dịu dàng cười nói, ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn Tô Du Du. Được rồi, hai cô gái đều đuổi mình, cũng không có cách nào, Tô Thương đành phải rời đi trước, đến phòng khách. Khoảng 10 phút sau, Lý Nguyệt nhẹ tay nhẹ chân bước xuống dưới lầu. Vợ à, Du Du ngủ rồi à, Tô Thương đứng dậy đi về phía Lý Nguyệt. Ừ. Du Du thật đáng yêu, bộ dạng lúc ngủ thật đẹp, giá như em có thể giữ cô bé bên cạnh thì tốt rồi. Cảm xúc của Lý Nguyệt hơi trùng xuống, khổ sở nói, đáng tiếc, đã qua 2-3 ngày. Tính toán thời gian thì mấy ngày nữa mẹ cô bé sẽ đi đón cô bé đi rồi. Vợ à! Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Nguyệt, Tô Thương nắm lấy hai tay cô, nghiêm túc nói, thật ra, có một chuyện anh không nói với em, nhưng không phải anh cố ý giấu em. Hai ngày nay anh cũng mới biết, về Du Du. Chuyện gì? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Tô Thương nhìn Lý Nguyệt, thẳng thắn nói, Du Du, con bé là con gái của anh, con gái ruột. Thật sao? Lý Nguyệt biết được tin tức này, chẳng những không tức giận mà còn rất vui mừng, Tô Thương, như vậy có nghĩa là Du Du có thể ở bên cạnh chúng ta sao? Hẳn là như vậy. Tô Thương gật đầu nói, anh là cha con bé. Chỉ cần con bé muốn ở lại, không ai có thể mang con bé đi. Thật tốt quá. Lý Nguyệt vui mừng cười nói, như vậy em có thể luôn chăm sóc Du Du, em muốn dạy cô bé khiêu vũ cổ điển,
bồi dưỡng cô bé từ nhỏ. Vợ à? Thấy vậy, Tô Thương không khỏi hỏi, em là vợ chưa cưới của anh, chúng ta còn chưa kết hôn. Kết quả là anh có một đứa con gái ngoài giá thú, không phải em nên buồn sao? Tại sao em phải buồn? Lý Nguyệt nhìn Tô Thương ngây người, sau đó cười nói, em đã nói rồi, em không quan tâm anh có nhiều phụ nữ, chỉ có đàn ông ưu tú mới thu hút ong bướm, bất kể anh có con với ai, đều phải gọi em là mẹ. Tự nhiên nhặt được một đứa con gái, em vui mừng còn không kịp đây. Huống hồ, dù đáng yêu như vậy, xinh xắn như vậy, mỗi ngày nhìn thấy cô bé tâm trạng rất thoải mái. Có thể giữ cô bé bên cạnh quả thực đó là món quà mà trời cao dành cho em, tại sao em lại buồn? Lý Nguyệt cười nói. Vợ à, em thật sự là một người phụ nữ tốt. Có thể cưới được em là phúc khí mà anh đã tu luyện 8 đời. Tô Thương ôm chặt lấy Lý Nguyệt. Câu này một chút giả dối cũng không có. Sau khi Lý Nguyệt biết thân phận của Tô Du Du, phản ứng đầu tiên là vui mừng, điều này thật hiếm thấy. Hừ, đừng dùng những lời ngon tiếng ngọt lừa em. Lý Nguyệt giãy giụa đẩy Tô Thương ra, sau đó nói thật đi, mẹ của Du Du là ai, em có biết không? Hai người biết nhau, hơn nữa còn rất quen thuộc. Tô Thương cười khổ nói, là, Giang Tuyết Nhi. Giang Tuyết Nhi. Lý Nguyệt nghe thấy cái tên đó, lập tức rơi vào hồi ức, trầm mặc vài giây mới nói, thật sự là chị Dực Cân nói đúng. Tô Thương nghi hoặc nói, chị của anh nói cái gì? Anh quên năm đó sau khi sự việc xảy ra, chị anh đã giải thích như thế nào để bảo vệ anh sao? Lý Nguyệt liếc trắng Tô Thương một cái, bĩu môi, anh có thể quên, nhưng em sẽ không. Cô ấy nói sinh con quá vất vả, anh đau lòng cho em. Không muốn em phải chịu khổ nên mới cùng bạn thân của em. Kết quả những gì cô ấy nói đã thành sự thật, Giang Tuyết Nhi thực sự đã sinh cho anh một cô con gái ngoan ngoãn lanh lợi. Mặc dù Lý Nguyệt chấp nhận Tô Du Du, cũng không quan tâm đến việc bên cạnh Tô Thương có bao nhiêu cô con gái, nhưng cô vẫn có chút ghen tuông khi nói đến điều này. Vợ à, đó là chị của anh nói đùa. Không ai nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tô Thương lại gần an ủi. Mặc kệ thế nào, trong lòng anh quan tâm đến em nhất. Lý Nguyệt bắt gặp ánh mắt của Tô Thương, gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, Tô Thương, chị Dực Cân nói đúng một chuyện, sinh con đặc biệt vất vả, đau đớn khi sinh nở là điều người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Giang Tuyết Nhi không bỏ đứa trẻ, sinh cho anh một đứa con gái ngoan như Du Du. Cô ấy đã phải trả giá quá nhiều, anh nhất định không được phụ cô ấy, có nghe thấy không? Lý Nguyệt nói tiếp, nếu anh muốn phụ cô ấy, điều đó có nghĩa là anh là một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Người đàn ông như vậy không xứng làm chồng em. Sau này em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh. Vợ à! Tô Thương trăm triệu lần không ngờ rằng Lý Nguyệt sẽ nói ra những lời này, trong lòng rất cảm động, anh sẽ nhận lấy trách nhiệm của một người đàn ông, cho dù là Giang Tuyết Nhi hay em, anh đều sẽ không phụ lòng. Vậy còn nghe được, Lý Nguyệt hài lòng gật đầu. Sau đó ôm lấy cánh tay nói, còn lại em không quản, nhưng em phải làm chính thất, sau này trong nhà không cần thuê bảo mẫu, giặt quần áo, nấu ăn, lau sàn, rửa bát, tất cả những công việc này cứ giao cho cô vợ nhỏ của anh làm, còn em có thể hưởng phúc. Ha ha, vợ à, không phải lúc trước em đã nói rồi sao, nếu em muốn ổn định vị trí người đứng đầu hậu cung thì yêu cầu đầu tiên là sinh một thái tử. Tô Thương bước tới, ôm lấy Lý Nguyệt. Nhẹ nhàng hôn lên má Lý Nguyệt. Không muốn. Hôm nay bỏ đi, đợi lần sau đi, dì Phù và Du Du đều ở trong biệt thự. Lý Nguyệt đẩy Tô Thương ra, sắc mặt hơi đỏ bừng, cắn răng nói, thời gian không còn sớm, Tô Thương, đưa em về nhà. Được rồi. Tô Thương cũng không ép, dù sao sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Ngay sau đó, anh cùng Lý Nguyệt bước ra khỏi phòng khách. Lái xe đến thẳng trang viên nhà họ Lý. Lý Nguyệt, trong một góc, dì Phù nhìn Tô Thương và Lý Nguyệt đã đi xa qua cửa sổ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, thầm niệm tên Lý Nguyệt một lần, đáy mắt có nước mắt lập lòe. Tô Thương lái xe, rất nhanh đã đưa Lý Nguyệt đến trang viên nhà họ Lý. Trên đường đi, Tô Thương vốn dĩ định cảm nhận một chút ý cảnh, dừng xe ngồi yêu trong rừng cây phong vào ban đêm, nhưng Lý Nguyệt không đồng ý.
Sau khi tạm biệt vợ, Tô Thương lái xe trực tiếp trở về biệt thự ven sông. Đêm nay anh đã thu hoạch được rất nhiều, không chỉ lấy được tuyết liên ngàn năm mà còn vô tình lấy được 100 viên đá năng lượng, phải dùng thật tốt mới được. Vì vậy, Tô Thương về phòng mình lấy tuyết liên ra, định loại bỏ độc tố trong tuyết liên trước. Độc tố này đã dung hợp với tuyết liên rồi, thật sự tốn rất nhiều công sức. Chẳng qua chắc chắn có thể thu phục trong đêm nay, ngày mai lại mua một ít dược liệu phụ trợ là có thể luyện chế tiên đan. Khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, ăn tuyết liên đan xong, mình nhất định có thể bước vào cấp 7 luyện khí. Với ý nghĩ này, Tô Thương bình tĩnh lại, ném bông tuyết liên lên không trung, đồng thời hai tay vận khí. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, Tô Thương đã sớm dọn sạch độc tố trong tuyết liên, đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho Du Du. Trong tủ lạnh phòng bếp dì Phù cho vào rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đầu tiên Tô Thương nấu cháo, sau đó chọn hai quả dưa chuột, làm nước trái cây, trộn mì làm bánh dưa chuột, lại xào một củ khoai tây thái sợi, cuối cùng là rán một ít trứng luộc, bữa sáng đơn giản đã hoàn thành. Ngay sau đó Tô Thương đánh thức Tô Du Du, chăm sóc con gái mặc quần áo rửa mặt, sau đó đi đến bàn ăn. Wow, cha đã làm tất cả những thứ này à? Tô Du Du ngạc nhiên hỏi, mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, cưng chiều xoa xoa đầu Tô Du Du, cười nói, ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức đọc sách. À, lại phải đi học sao? Tô Du Du vừa nghe phải đến trường, khuôn mặt nhỏ lập tức gục xuống, nói nhỏ, cha, con có thể không đi học không? Không thể, Tô Thương từ chối. Vốn dĩ anh không biết Tô Du Du là con gái mình, lại cảm thấy đối phương chỉ ở bên cạnh mình vài ngày cho nên có đi học hay không cũng không sao cả. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Thương không định để Du Du rời xa mình, nhất định phải đi học ổn định, không thể vắng mặt. Đại thiếu gia, lúc này dì Phù khom người đi tới, vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn liền kinh ngạc, thơm quá, hóa ra cậu cũng biết nấu cơm. Tùy tiện làm một chút, Tô Thương đáp lại. Làm cũng không tệ, tôi có thể ăn không? Đôi mắt dì Phù hiện lên tia hy vọng. Đương nhiên có thể, Tô Thương cười cười nói, tôi nấu nhiều, đủ ăn. Thật tốt quá, cảm ơn đại thiếu gia. Ánh mắt dì Phù nhìn Tô Thương, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó cười nói, quen biết cậu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn do cậu làm, thật cảm động. Dì Phù, làm gì mà buồn nôn vậy? Tô Thương bắt gặp ánh mắt của dì Phù liền nổi da gà, liền thúc giục nói, mau ăn đi, sau khi ăn xong đưa Du Du ra cửa chờ xe buýt của trường. Đợi xe buýt của trường? Tại sao phải đợi xe buýt của trường? Hôm nay là thứ bảy nên không cần phải đến trường, dì Phù nói. Đúng vậy nha, thứ bảy tuần này, cha, con không cần đi học. Vui quá đi, la. Tô Du Du phản ứng tức thì, vui vẻ nhảy dựng tại chỗ. Hai bím tóc đung đưa, vô cùng đáng yêu. Tô Thương mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Hôm qua, Tô Du Du ở trang viên nhà họ Lý chơi đến nghiện rồi, vì vậy sau khi ăn xong, ầm ĩ muốn đến trang viên Lý ra chơi. Nhưng Tô Thương phải mua dược liệu phụ trợ để luyện chế tuyết liên đan, nên để dì Phù đưa Du Du đi. Tạm biệt cha. Sau khi tiễn dì Phù và Du Du đi, Tô Thương tức tốc lái xe rời khỏi biệt thự ven sông. Cùng lúc đó, trang viên nhà họ Đồng, Đồng Văn Thắng gọi điện thoại cho đại trưởng lão Hứa Sơn Cư. Đại trưởng lão, tôi đã bình an về Giang Bắc rồi, cảm ơn đại trưởng lão đã âm thầm bảo vệ. Sau khi điện thoại được kết nối, Đồng Văn Thắng trước tiên là nói lời cảm ơn, sau đó nói, sau khi tôi trở về Giang Bắc, có đi đến chợ đen Cửu Môn một chuyến, có một tin tốt muốn báo với ông đây. Tin tức gì tốt vậy? Ở một bên khác của điện thoại, truyền đến giọng nói của Hứa Sơn Cư. Tôi có thăm dò ở chợ đen Cửu Môn, người phụ trách của họ nói, muốn thu mua đá năng lượng số lượng lớn đó. Đồng Văn Thắng dựa theo lời Tô Thương nói để liền mạch hơn, sau đó nói tiếp, đại trưởng lão, ông không phải là đã tìm thấy một mỏ đá năng lượng sao, ông hoàn toàn có thể khai thác nó, sau đó bán cho chợ đen Cửu Môn. Hả, còn có chuyện này nữa sao? Hứa Sơn Cư nghe vậy, đột nhiên suy nghĩ.
mặc dù ông ấy là người luyện võ, nhưng vẫn có nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Bất kể là dược liệu, vũ khí, sách quý, hay là loại đồ vật như thượng cổ phù lục, đều có thể dùng tiền để mua. Ví dụ như đóa tuyết liên ngàn năm, chợ đen cửu môn cũng có bán, có điều giá trị rất lớn, giá khởi điểm cũng đã mấy chục tỷ rồi. Đối với người luyện võ mà nói, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì nửa bước cũng khó mà đi. Hứa Sơn Cư tìm ra được mỏ đá năng lượng, nhưng ông ta không tìm thấy nguồn tiêu thụ, nên căn bản không xem nó là chuyện quan trọng gì. Nhưng bây giờ, biết được chợ đen cửu môn muốn thu mua, Hứa Sơn Cư bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này. Nếu như có thể đem những viên đá năng lượng kia, bán hết cho chợ đen cửu môn, mình không phải là phát tài rồi sao? Nghĩ đến đây, Hứa Sơn Cư liền hỏi vội, ông chủ đồng, ông có hiểu rõ mọi chuyện không? Tôi có thể lấy ra rất nhiều đá năng lượng, chợ đen cửu môn chuẩn bị thu mua khoảng bao nhiêu viên đá? Thưa đại trưởng lão, nhưng việc này tôi đã hỏi thay ông rồi, chợ đen cửu môn nói, ông có bao nhiêu thì họ thu bấy nhiêu? Đồng Văn Thắng vội vàng trả lời. Ha ha, quá tốt rồi. Hứa Sơn Cư cực kỳ vui mừng, phấn khởi nói, tôi tìm ra chỗ mỏ đá năng lượng kia, cũng không phải là quá lớn, tôi mới nhìn qua một chút, đại khái cũng có thể đào ra được khoảng 1.000 viên đá năng lượng. Đúng rồi, ông chủ đồng, họ có nói họ mua khoảng bao nhiêu tiền một viên không? Có nói qua. Đồng Văn Thắng cung kính nói ra, người phụ trách nói cho tôi biết, giá cả sẽ không thấp quá đâu. Đại khái từ 3 đến 5 triệu, cụ thể thì phải nhìn chất lượng của đá năng lượng đã. Có điều, đại trưởng lão, tôi đã đưa đá năng lượng mà ông cho tôi để người phụ trách của chợ đen cửu môn nhìn qua, họ nói chất lượng khá tốt, có thể trả khoảng 5 triệu một viên. Đồng Văn Thắng nói thêm. 5 triệu. 1.000 viên, cũng là 5 tỷ. Hai mắt Hứa Sơn Cư sáng rực, hơi thở có chút gấp gáp, tất nhiên là đã bị số tiền đó hấp dẫn rồi. Nhưng sau đó, ông ta bình tĩnh lại, nghi ngờ nói, ông chủ đồng, sao đột nhiên ông nghĩ đến chuyện qua chợ đen cửu môn nghe ngóng tình hình bên đó có mua đá năng lượng hay không vậy? Chuyện này, Đồng Văn Thắng trong lòng căng thẳng, nhưng sau đó lại cười nói, ha ha, đại trưởng lão, thật sự không dám giấu, ông cho tôi 100 viên đá năng lượng, thật sự là rất nhiều, căn bản tôi dùng không hết, nên nghĩ đến chuyện bán ra. Nhưng ở Giang Bắc, nơi duy nhất có thể mua nhiều đá năng lượng như vậy, cũng chỉ có chợ đen cửu môn mà thôi, nên tôi liền đi đến đó hỏi. Đồng Văn Thắng vì để gia tăng độ tin cậy, nên tiếp tục nói, không ngờ rằng họ lại chuẩn bị thu mua đá năng lượng, tôi đã bán ra 80 viên, còn để lại 20 viên định truyền lại cho con cháu đời sau của nhà họ Đồng. Có điều ông cũng biết chợ đen cửu môn ở Giang Bắc cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ của Liên minh cửu môn. 80 viên đá năng lượng căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của họ, vì thế tôi mới nhắc đến ông với bọn họ. Hóa ra là như vậy. Hứa Sơn Cư như hiểu ra mọi chuyện, lập tức cười nói, ông chủ đồng, ông làm chuyện gì cũng đều nghĩ đến tôi, ông thật có lòng quá đi. Đại trưởng lão khách sáo quá, ông hào phóng như vậy, đã đưa cho tôi 100 viên đá năng lượng rồi, đây cũng đều là chuyện tôi nên làm mà thôi. Đồng Văn Thắng cười nói, đúng rồi, đại trưởng lão, người ở chợ đen cửu môn dục khá gấp gáp, ông nhanh đi khai thác đá năng lượng, sau đó đến Giang Bắc bán đi, đến lúc đó liên hệ tôi sẽ dẫn ông đến người phụ trách ở chợ đen cửu môn. Được, Hứa Sơn Cư gật đầu nói, tôi lần này đi đến Giang Nam, khai thác toàn bộ đá năng lượng trong mỏ đá kia, sau đó chuẩn bị một chiếc xe tải, kéo đến Giang Bắc, chậm nhất là đêm nay sẽ đến. Đại trưởng lão, quả thật không cần gấp gáp đến thế đâu. Ha ha, làm việc phải nhanh chóng và kiên quyết chứ, tôi phải nhanh một chút để khai thác mỏ đá năng lượng, đổi thành tiền bạc, nếu như để lâu quá, chợ đen cửu môn lại đổi ý không mua nữa, thế thì tôi bán cho ai được. Hứa Sơn Cư vuốt vuốt râu cười nói. Đại trưởng lão anh minh, Đồng Văn Thắng nịnh bợ nói. Ông chủ đồng, lần này may mà có ông, chờ sau khi chuyện thành công rồi. Tôi sẽ có thưởng lớn cho ông. Hứa Sơn Cư cảm kích nói, thật tình luôn cảm thấy Đồng Văn Thắng rất tốt với mình. Vậy tôi xin cảm ơn đại trưởng lão. Đồng Văn Thắng cười cười, vội vàng nói tiếp, đại trưởng lão, cứ quyết định vậy đi,
tôi bây giờ nói trước một tiếng với người phụ trách của chợ đen Cửu Môn đã, để họ chuẩn bị tối nay gặp mặt ông. Được, phiền ông rồi, đóa tuyết liên 5.000 năm, ông cũng chuẩn bị kỹ càng luôn, đêm nay nhân tiện đem tuyết liên theo nha. Vâng. Sau đó, điện thoại cúp máy. Đồng Văn Thắng không chần chờ, lập tức gửi tin nhắn cho Tô Thương, nói với Tô Thương chuyện đêm nay đại trưởng lão mang theo đá năng lượng đến Giang Bắc. Về phía Hứa Sơn Cư, sau khi nói chuyện điện thoại với Đồng Văn Thắng, không dừng lại dù chỉ một giây, ông ta liền mang theo cái cuốc liền rời khỏi Vô Ảnh Tông. Tử Vân Sơn cách Giang Nam cũng không xa, khoảng sau mười mấy phút, Hứa Sơn Cư liền lái chiếc xe tải, xuất hiện tại toàn núi lớn bên ngoài ở Giang Nam. Ngay sau đó, ông ta vác cái cuốc, bóng dáng mập mờ, nhanh chóng đi vào chỗ gần mỏ đá năng lượng. Một viên đá năng lượng 5 triệu, ha ha, phát tài rồi. Hứa Sơn Cư vô cùng kích động, không ngừng vung cuốc, mồ hôi đổ như mưa, ra sức khai thác đá năng lượng. Mỏ đá năng lượng này, không hề đơn giản như bên ngoài nghĩ, Hứa Sơn Cư ở đây đã tìm được một bảo vật. Vì thế, ông ta không muốn để cho những người khác ở trong Vô Ảnh Tông biết, để tránh gây ra sự chú ý của tông chủ. Vì thế, chuyện khai thác đá năng lượng ông ta tự đích thân đi làm. Mặc dù Hứa Sơn Cư là người luyện võ ở cảnh giới địa tông đỉnh phong, nhưng khai thác đá năng lượng là việc tinh tế, không thể quá thô bạo, nếu không sẽ phá hư đá năng lượng, vì thế chỉ có thể từng chút mà đào. Vì thế, sau khi khai thác được 100 viên, ông ta đã mệt thở không ra hơi rồi. Nhưng nghĩ đến một viên đá năng lượng có trị giá đến 5 triệu. Hứa Sơn Cư liền cực kỳ nhiệt tình, khuôn mặt ông ta đầy vẻ hưng phấn, đồng thời cực kỳ cảm kích Đồng Văn Thắng. Ông chủ Đồng thật sự là một người tốt quá, vì mình mà tìm được chỗ tiêu thụ đá năng lượng, khi trở đến Giang Bắc rồi, mình nhất định phải cảm ơn ông ấy thật xứng đáng mới được, hơn nữa, sau này mình phải đặc biệt quan tâm chiếu cố ông ấy mới được. Hứa Sơn Cư vừa lẩm bẩm một mình, cửa lau mồ hôi trên trán, giống như một ông lão làm việc nhà nông dưới đất. Chấm chấm chấm. Lúc này, chợ đen Cửu Môn, gian phòng lầu 2. Tô Thương ngồi khoanh chân, anh ấy đã để Lưu Huy giúp siêu tầm xong cách luyện chế dược liệu tuyết liên đan, bây giờ dược liệu đang được đặt ở trước mặt. Đại trưởng lão như thế thì không kịp đưa hàng đến tận cửa rồi, ha ha, tốt lắm, thời gian một ngày, đủ để mình thiên lên luyện khí tầng thứ 7 rồi. Sau khi Tô Thương nhìn thấy được tin nhắn mà Đồng Văn Thắng gửi đến, sau đó liền điều động linh khí, bắt đầu luyện chế tuyết liên đan. Trong phòng, đóa tuyết liên 5.000 năm, cùng các loại dược liệu phụ trợ khác, dưới sự khống chế của Tô Thương, lơ lửng giữa không trung, cả căn phòng tràn ngập linh khí. Có điều, Tô Thương để tránh thu hút sự chú ý, trước đó đã bố trí kết giới trong phòng, người ngoài không có cách nào mà thăm dò được bên trong căn phòng này. Tuyết liên đan tuy không phải nói là đan dược cấp cao phẩm gì, nhưng dưới tài năng của Tô Thương, vốn rất dễ dàng có thể luyện chế ra. Nhưng bây giờ, Tô Thương không có lò luyện đan, luyện chế cái này thì cần phải cẩn thận, hết sức chú ý, vì thế tốc độ chậm đi rất nhiều, ít nhất phải mất từ 3 đến 4 tiếng. Chắc chắn đại trưởng lão buổi tối mới có thể đến, thời gian là dư thừa, hoàn toàn xong kịp. Sau đó, Tô Thương liền hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý luyện chế tuyết liên đan. Trong vòng tay lưu trữ, Thục Phân cũng đang tu luyện. Nó liên tục cắn nuốt tứ trưởng lão, tam trưởng lão, nhị trưởng lão, tinh huyết của 3 người. Những tinh huyết này sinh ra linh khí, hoàn toàn có thể giúp nó vượt cấp, hoàn thành một lần lột xác. Còn về đột phá đến mức nào, cái này thì không thể biết được rồi, nhưng ít ra cũng là luyện khí tầng thứ 7. Dù sao ba vị trưởng lão Vô Ảnh Tông, thực lực đều không yếu, toàn bộ đều là cảnh giới địa tông. Nhất là nhị trưởng lão, kinh khủng hơn, đã đặt chân đến địa tông hậu kỳ. Tô Thương toàn lực ra tay, thi triển chỉ xích thiên nhai, lợi dụng sự kỳ lạ của dịch chuyển tức thời, mới có thể đánh bại mà không bị thương chút nào. Nếu như không có chỉ xích thiên nhai, Tô Thương nếu muốn đánh bại nhị trưởng lão Tần Hương Liên, có lẽ phải trả cái giá khá lớn. Chí ít cũng là bị thương nặng. Tinh huyết của ba vị trưởng lão chung một chỗ, đó là cực kỳ cường đại, đến mức Thục Phân sau khi nuốt được, dần chìm sâu vào trạng thái tu luyện. Chấm 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 chấm.
Cùng lúc đó, Vô Ảnh Tông, đỉnh núi. Đoàn Tứ Hải mặc áo choàng dài, đứng chắp tay, mặt hướng ra vách núi muôn trượng. Sau lưng anh ta, một thanh niên đứng thẳng khoảng 20 tuổi, mắt sáng như sao, lông mày lưỡi mác, khuôn mặt nghiêm nghị. Người này chính là đại công tử nhà Nạp Lan ở Giang Bắc, Nạp Lan Vô Đạo, thực chất thân phận là cháu trai của tông chủ Vô Ảnh Tông, Đoàn Tứ Hải. Rất nhiều năm trước, Nạp Lan Vô Đạo đi tới Vô Ảnh Tông để tu luyện, bởi vì năng khiếu rất giỏi, nên nhận được sự yêu thích của Đoàn Tử Hải. Vô Đạo, ông nghe nói cháu đã đặt chân đến tông sư chi cảnh rồi. Lúc này Đoàn Tử Hải mở miệng nói. Vâng, thưa ông nội. Nạp Lan Vô Đạo cung kính trả lời, hôm qua đã đột phá đến cảnh giới tông sư, cháu nhất định sẽ đứng đầu trong cuộc thi ở trong tông phái. Tốt, thân phận của cháu ở Vô Ảnh Tông khá xấu hổ, ông biết mấy đời sau của ông, luôn nhắm vào cháu. Đoàn Tứ Hải quay người, vỗ vỗ vai Nạp Lan Vô Đạo, vui mừng cười nói, nhưng chỉ cần cháu có thể thắng trong cuộc thi tông phái, thì có thể tuyệt đối ngăn chặn cái miệng của bọn chúng rồi. Còn nữa, cuộc thi trong tông, chỉ là để tuyển chọn thanh niên cao thủ, đi tham gia có cả trăm tông hội luyện võ, đến lúc đó, tất cả các tông phái luyện võ khắp thiên hạ, đều sẽ phái cao thủ đi tham gia. Đoàn Tứ Hải cười nói, Vô Đạo, nếu như cháu có thể lấy được thành tích ở trăm tông hội luyện võ đó, mới có thể thực sự nở mày nở mặt được, không chỉ có danh tiếng của cháu vang xa, mà còn làm cho Vô Ảnh Tông chúng ta cũng vẻ vang hơn rất nhiều. Ông nội, cháu nhất định sẽ dốc hết sức mình, không để ông thất vọng đâu. Nạp Lan Vô Đạo chân thành nói. Đoàn Tử Hải hài lòng gật đầu, lập tức thở dài một hơi nói, à, Vô Đạo, chắc chắn chuyện sư phụ Cát Bình của cháu chết, cháu đã nghe nói, bây giờ cuộc thi trong tông phái sắp đến, trăm tông hội cũng đang vô cùng cấp bách, cháu phải nhanh chóng thức tỉnh lại một chút, đừng quá mức đau buồn. Ông nội, cháu hiểu rồi. Nạp Lan Vô Đạo trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ, sau đó trịnh trọng nói, cháu nhất định lấy hai cuộc thi so tài làm quan trọng, chuyên tâm chuẩn bị, không để ông nội thất vọng. Được, không hổ là cháu ngoan của ông. Đoàn Tứ Hải tán thoảng cười cười, rồi nói, hung thủ giết chết sư phụ cháu, đã đền tội rồi, cháu không cần suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục chuyên tâm luyện tập đi nhé. Vâng. Ông nội, xin từ biệt. Nạp Lan Vô Đạo cung kính chắp tay, sau đó liền nhanh chân rời khỏi đỉnh núi. Nhìn Nạp Lan Vô Đạo rời đi, Đoàn Tứ Hải hài lòng cười nói, ha ha, Vô Ảnh Tông có người thừa kế rồi. Sau khi cuộc thi lần này qua đi, tên Vô Đạo có thể ghi vào gia phả nhà họ Đoàn mình rồi. Đoàn Tứ Hải tiếp tục cười nói, đến lúc đó, cũng phải đổi họ tên cho cậu ấy, Đoàn Vô Đạo, ha ha, hay, cái tên này thật hay. Ngay lúc Đoàn Tứ Hải ngửa mặt lên cười to, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đoàn Tông Chủ, có chuyện gì mà vui vẻ vậy chứ? Đoàn Tứ Hải tập trung nhìn vào đó sau đó cười nói, Thạch thiếu gia, từ xa đến chơi, không đón tiếp từ xa. Người đến, chính là Thạch Hiên mặc đồ xanh. Đoàn Tông Chủ cách sáo rồi. Thạch Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói thẳng vào chủ đề chính, chuyện tôi giao cho ông. Ông có phái người đi làm chưa? Thạch thiếu gia, nhắc đến chuyện này thật đúng lúc, những trưởng lão bên trong tông phái chúng tôi thực lực rất giỏi, nhưng đột nhiên đều không liên lạc được rồi. Đoàn Tứ Hải trả lời, các trưởng lão còn lại, đều chưa đặt chân đến địa tông, không đáng trọng dụng, không bằng rời lại mấy ngày nữa xem sao. Cũng được. Thạch Hiên nghe vậy, trong lòng cực kỳ không hài lòng, nhưng cũng chỉ đành đồng ý mà thôi. Báo. Lúc này, một tên đệ tử Vô Ảnh Tông, vội vàng chạy tới, một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Không nhìn thấy có khách quý đến đây sao, thật thô lỗ, còn ra thể thống gì nữa chứ? Đoàn Tứ Hải đầu tiên là trách móc, sau đó thản nhiên nói, đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Thưa Tông Chủ, Đại trưởng Lão đã xuống núi 2 giờ trước rồi. Tên đệ tử này vỗ vàng trả lời. Cái gì? Đoàn Tứ Hải trầm giọng nói, ông ta đã đi 2 giờ rồi, sao giờ mới nói cho tôi biết hả? Tông chủ, đại trưởng lão thực lực cao cường, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Được rồi, tôi không muốn giải thích. Đoàn Thế Hải cắt ngang, liền hỏi tiếp, Hứa Sơn Cư đi đâu?
không rõ, đệ tử không dám theo dõi. Tên đệ tử này thận trọng nói. Phế vật! Cút đi! Giọng điệu Đoàn Tứ Hải trách mắng, đuổi tên đệ tử này đi, sau đó nhìn vào Thạch Hiên, nói, Thạch thiếu gia, không cần phải lo lắng, Hứa Sơn cư không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Nếu không ngoài dữ liệu của tôi, giờ này ông ấy nhất định muốn đến Giang Bắc lấy Tuyết Liên. Đoàn Tứ Hải bày mưu tính kế cười nói, chúng ta cứ im lặng theo dõi tình hình thay đổi là được, ngồi đợi Hứa Sơn cứ ăn hết Tuyết Liên chứa kịch động kia là xong. Đi Giang Bắc. Thạch Hiên nghe nói như thế, ngưng lại vài giây, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười, Đoàn Tông Chủ, hay là chúng ta cùng đi Giang Bắc đi, vừa để nhìn tận mắt Hứa Sơn cứ, để tránh lúc kịch độc phát tác giết chết ông ta, chúng ta không ở bên cạnh, thì bảo bối lại rơi vào tay của người khác. Thứ hai, cũng không cần chờ những trưởng lão của tông phái nữa, ông đi cùng một nơi với tôi, tiêu diệt nhà họ Tô, tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy cảnh những nghiệt chướng nhà họ Tô chết thảm, nhất định là rất thú vị, ha ha. Thạch Hiên lạnh lùng đề nghị. Ha ha, Giang Bắc chẳng qua chỉ là một góc nhỏ, nhà họ Tô lại càng không xứng được để mắt đến, sao xứng với tôi đường đường là một tông chủ lại ra tay chứ? Đoàn Tứ Hải nghe vậy. Cười khẽ nói, chẳng qua nếu Thạch thiếu gia đã có nhã hứng này, tôi sẽ cũng cậu đi một chuyến. Được, như thế thì cảm ơn Đoàn Tông Chủ rồi, ông yên tâm, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu lợi ích cho ông đâu. Thạch Hiên cười nói. Thạch thiếu gia khách khí, đây là chuyện tôi nên làm mà. Sau khi Đoàn Tứ Hải cũng với Thạch Hiên hỏi han vài câu, liền cùng nhau nhảy xuống vách đá muôn trượng, rời khỏi Vô Ảnh Tông. Bất chi bất giác. Màn đêm đã buông xuống. Giang Bắc, chợ đen Cửu Môn. 3 giờ chiều, Tô Thương luyện chế thành công Tuyết Liên Đan, nuốt vào trong bụng. Với công hiệu mạnh mẽ của Tuyết Liên Đan, Tô Thương dễ dàng bước vào cấp 7 luyện khí. Hiện giờ thực lực của anh tiến bộ vượt bậc, linh khí trong cơ thể cũng tăng hơn gấp bội so với trước đây. Ngoài Tuyết Liên 5.000 năm tuổi, ngày hôm qua Tô Thương còn có được 100 viên đá năng lượng. Anh chắc chắn nếu tự mình luyện hóa những viên đá năng lượng này, kết hợp với dược liệu còn sót lại của Tuyết Liên Đan, hoàn toàn có cơ hội đặt chân lên tầng thứ 8 luyện khí. Nhưng gần đây Tô Thương liên tiếp đột phá, tuy rằng anh có được linh hồn của tiên đế, tu luyện không có bình cảnh, nhưng dù sao thân thể này cũng có giới hạn, nếu đột phá quá nhanh, nền tảng sẽ không vững, cơ thể suy kiệt sớm sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Vì vậy, Tô Thương chậm lại tốc độ thăng cấp. Cũng chỉ hấp thu mười mấy viên đá năng lượng để ổn định cảnh giới. Tinh tinh, đúng lúc này, Tô Thương bất ngờ nhận được giọng nói tin nhắn từ Lý Nguyệt. Tô Thương, anh đang làm gì vậy, cả ngày không tìm em. Tô Thương nghe xong thanh âm, cười đáp, anh đang ở chợ đen Cửu Môn, tối nay có chuyện cần giải quyết. Vậy em không làm phiền anh nữa. Du Du ở đâu, em nhớ Du Du, muốn gặp cô bé. Lý Nguyệt không hỏi Tô Thương đang bận gì, mà hỏi Tô Du Du. Hẳn là con bé ở trang viên nhà họ Tô, sáng sớm đã qua đó rồi. Em biết rồi, vậy em sẽ đến trang viên nhà họ Tô tìm cô bé trước. Sau khi anh xong việc nhớ tới đón bọn em. Được. Sau khi liên lạc đơn giản với vợ, Tô Thương cất điện thoại sau đó bước ra khỏi phòng. Chủ nhân. Đúng lúc Lưu Huy và Vương Trại đang muốn lên lầu. Sau khi nhìn thấy Tô Thương, Lưu Huy cung kính nói, bên ngoài có một người tên là Đồng Văn Thắng tự xưng là cấp dưới của ngài muốn gặp ngài. Tôi biết rồi, để ông ta qua đây. Tô Thương nhẹ giọng nói. Vâng, Lưu Huy vội vàng đồng ý, sau đó cùng Vương Trại rời đi, khi xuất hiện lại mang theo Đồng Văn Thắng. Chủ nhân, Đồng Văn Thắng cung kính chào hỏi Tô Thương. Tô Thương nhìn về phía Đồng Văn Thắng, dò hỏi, Đồng Văn Thắng. Đại trưởng lão tới đây không? Báo cáo chủ nhân, tôi vừa mới nhận được tin tức của đại trưởng lão, ông ta đã đến Giang Bắc. Đồng Văn Thắng cung kính đáp lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tiếng sau sẽ đến chợ đen Cửu Môn. Tuy nhiên, đại trưởng lão đã đổi ý, ông ta không muốn giao dịch ở chợ đen Cửu Môn mà là đổi địa điểm gặp mặt. Tô Thương cau mày nói, sao lại thế này, chẳng lẽ ông ta phát hiện ra chuyện gì sao? Vậy cũng không phải, Đồng Văn Thắng cười nói, chủ nhân, đại trưởng lão phát hiện ra mỏ đá năng lượng này,
nhưng hình như không có nói cho minh chủ. Chợ đen Cửu Môn có nhiều thành phần hỗn tạp, khó tránh khỏi có người của tông phái võ thuật, ông ta sợ sau khi đến đây sẽ bị người khác nhận ra, đến lúc đó sẽ gây ra vô số phiền phức. Đồng Văn Thắng nói tiếp, vì để tránh phiền phức, cho nên đại trưởng lão muốn sai một người tên là Tích Hãn đến nơi giao dịch. Ha ha, lão khốn kiếp này, thật ra khá hợp tác. Trên khóe miệng Tô Thương hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, sau đó nhẹ giọng nói, ông ta đã xác định địa điểm rồi sao? Vâng, Đồng Văn Thắng nói đúng sự thật, rừng cây Đông Sơn. Tại sao lại là rừng cây Đông Sơn? Tô Thương cười nhẹ, sau đó nói, được rồi, ông nói cho với ông ta, không có vấn đề, người của chợ đen Cửu Môn sẽ lập tức đến, bảo ông ta đến rừng cây Đông Sơn đợi. Đồng Văn Thắng đáp lại, gọi điện thoại cho Hứa Sơn Cư ngay tại chỗ, chuyển lời của Tô Thương cho Hứa Sơn Cư. Sau khi cúp điện thoại, Đồng Văn Thắng cười nói, chủ nhân, đã xong, đại trưởng lão đã lên đường đến rừng cây Đông Sơn rồi. Ừm, Tô Thương gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn về phía Lưu Huy, nhàn nhạt nói, Lưu Huy, cậu yên tâm, tuy rằng lần này tôi dùng danh nghĩa của chợ đen Cửu Môn để lừa gạt đại trưởng lão của Vô Ảnh Tông nhưng sẽ không tạo ra tổn thất đối với danh dự của chợ đen Cửu Môn. Bởi vì vị đại trưởng lão này sẽ chết vào đêm nay. Chủ nhân. Nghe vậy, Lưu Huy không khỏi lo lắng nói, tôi nghe nói đại trưởng lão của Vô Ảnh Tông thực lực cao cường, đã đặt chân đến địa tông đỉnh phong, ngài. Ha ha, Tô Thương cười nói, đừng quá lo lắng, tôi đã sắp xếp hết cả rồi, đã nhất định nắm chắc phần thắng trong ta. Đúng vậy. Nghe vậy, Lưu Huy không hề lo lắng, mà là cầu xin nói, chủ nhân, tối nay vương trại và tôi không có việc gì, đi theo ngài được không? Không cần, Tô Thương lắc đầu từ chối, sau đó nhìn về phía Đồng Văn Thắng nhàn nhạt nói, Đồng Văn Thắng, ông đi cùng tôi. Vâng. Đồng Văn Thắng vui mừng khôn xiết, liếc nhìn Lưu Huy và vương trại với ánh mắt khiêu khích, cảm thấy tự hào khi được Tô Thương sai bảo. Cứ như vậy, Đồng Văn Thắng lái xe chở Tô Thương ra khỏi chợ đen Cửu Môn. Khi Tô Thương tới nơi này, cũng đã cải trang thành bộ dạng của Tô Huyền Thiên, cho nên tự nhiên lúc này không cần phải cải trang nữa. Chấm chấm chấm. Lúc này, ở Giang Bắc, ánh đèn rực rỡ mới thắp lên, đủ loại đèn neon lập lòe, tràn ngập hơi thở hiện đại. Đột nhiên, hai bóng người mặc y phục cổ xuất hiện trên đường phố phồn hoa. Hai người này đúng là Thạch Hiên cùng Đoàn Tứ Hải. Bọn họ một người mặc áo choàng nâu, một người mặc áo xanh, như thể bước ra từ trong tivi, lạc điệu với đường phố hiện đại. Nhưng bây giờ rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng trang phục theo phong cách phục cổ, không kể nam nữ, người ta thường bắt gặp những người mặc quần áo cổ trang đi dạo phố, cho nên người qua đường trên đường phố đã nhìn thấy nhiều nên thành quen từ lâu. Thạch công tử, người cung cấp thông tin của tôi đã điều tra rõ ràng. Không biết Hứa Sơn Cư từ đâu có một xe tải đá năng lượng, đang trên đường đến chợ đen Cửu Môn. Hình như muốn bán cho chợ đen Cửu Môn. Lúc này, Đoàn Tứ Hải nói. Đá năng lượng. Thạch Hiên dừng một chút, sau đó cười nói, tôi hiểu rồi, có lẽ được khai thác từ ngọn núi lớn ở Giang Nam. Chí bảo mà ông ta lấy được kia ẩn chứa năng lượng đặc biệt, năng lượng này lây nhiễm sang những viên đá xung quanh, do đó tạo thành đá năng lượng. Thạch Hiên cười cười nói, việc này tôi đã biết từ lâu, nhưng tôi không tìm được nguồn tiêu thụ của đá năng lượng. Cũng sợ tùy tiện khai thác sẽ kinh động đến Hứa Sơn Cư, cho nên không ra tay, không ngờ vậy mà ông ta lại tìm được người mua. Ha ha, như vậy càng tốt, để ông ta bán chiếc xe đá năng lượng đó cho chợ đen Cửu Môn. Thạch Hiên nghiền ngẫm cười nói, đến lúc đó, đợi ông ta nuốt phải tuyết liên có độc, sau khi chết vì chúng độc thì chí bảo sẽ là của tôi, tiền bán đá năng lượng sẽ là của ông, Đoàn Minh Chủ, ông cảm thấy như thế nào? Ha ha, Thạch công tử anh minh. Đoàn Tứ Hải lộ ra một nụ cười, sau đó hỏi, vậy, Thạch công tử, chúng ta nên làm gì tiếp theo, ở bên ngoài chợ đen Cửu Môn đợi Hứa Sơn Cư ra, bí mật nhìn chằm chằm ông ta sao? Đừng vội, ông ta giao dịch với chợ đen Cửu Môn cũng cần có thời gian. Chúng ta sẽ đối phó với nhà họ Tô trước, sau đó sẽ xử lý Hứa Sơn Cư. Ông ta không chạy được, Thạch Hiên cười nói. Được. Đoàn Tứ Hải gật đầu đồng ý. Tô Khiền Khôn, Tô Thần Binh,
lần trước để các người thoát được một mạng, nhưng lần này các người sẽ không gặp may mắn như vậy đâu. Thạch Hiên hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên sát ý sắc bén. Sau đó, anh ta và Đoàn Tứ Hải biến mất trong bóng đêm và đi thẳng đến trang viên của nhà họ Tô. Chấm chấm chấm. Nửa tiếng sau. Ở rừng cây Đông Sơn. Một chiếc xe tải đậu ở đây, thùng xe được che bằng một tấm vải đen, không thể nhìn ra thứ gì trên đó. Lúc này một ông già để râu bước xuống từ ghế phụ, chính là đại trưởng lão của Vô Ảnh Tông, Hứa Sơn Cư. Ông bảo tôi kéo hàng đến đây, sao không bố trí người dỡ hàng? Tài xế ngồi ghế lái thò đầu ra lẩm bẩm, thật là không thể hiểu được, hơn nửa đêm kéo một xe đá tới vùng hoang vu dã ngoại, nếu không phải vì cho nhiều tiền thì tôi đây còn lâu mới nhận đơn. Ông mau gọi điện thoại bảo người nhanh đến dỡ hàng đi, tôi phải về nhà, không có thời gian chờ ông. Tài xế xe tải thúc giục. Ha ha, ánh mắt rơi vào người lái xe, giọng điệu bình đạm nói, chỉ sợ anh sẽ không thể về nhà. Có ý gì, ông già, ông, ạc. Tài xế xe tải định nói gì đó, nhưng Hứa Sơn Cư bất ngờ ra tay, một luồng chân khí nhanh chóng xuyên qua cổ tài xế. Phụt, cổ họng đứt lìa, máu đỏ tươi phun ra, tài xế nháy mắt đi đời nhà ma, chết ở trên ghế điều khiển. Một người bình thường, cũng dám hô to gọi nhỏ với ta, thứ không biết sống chết. Hứa Sơn Cư lộ ra một nụ cười, như thể ông ta vừa làm một việc nhỏ bé không đáng kể. Sau đó, ông ta chuẩn bị gọi điện thoại cho Đồng Văn Thắng, hỏi khi nào những người ở chợ đen Cửu Môn sẽ đến. Nhưng vào lúc này, ánh đèn mạnh mẽ lóe lên, cách đó không xa có một chiếc Land Rover dừng lại. Ngay sau đó, Đồng Văn Thắng xuống xe. Đại trưởng lão, Đồng Văn Thắng không tới gần Hứa Sơn Cư, mà là đứng ở trước xe cười hỏi, ông mang hết đá quyền năng lượng chưa? Mang đến rồi, khoảng chừng có 1.100 viên. Hứa Sơn Cư không phát hiện có gì không ổn, nhẹ nhàng cười nói, Đồng gia chủ, người của chợ đen Cửu Môn đến chưa? Đến rồi, đang ở đây. Đồng Văn Thắng nở một nụ cười, sau đó cung kính cúi xuống và mở cửa ghế phụ ra. Ngay sau đó, Tô Thương xuống xe đứng ở bên cạnh xe, từ xa nhìn Hứa Sơn Cư. Tại hạ là đại trưởng lão của Vô Ảnh Tông, Hứa Sơn Cư, rất hân hạnh được gặp. Hả? Hứa Sơn Cư đang chuẩn bị lôi kéo làm quen với người của chợ đen Cửu Môn, nhưng khi nhìn kỹ, lông mày của ông ta lập tức nhăn lại, cậu. Cậu là Tô Huyền Thiên. Sau khi vụ việc của Cát Bình được tung ra, Hứa Sơn Cư đã nhìn thấy ảnh của Tô Huyền Thiên nên nhìn thoáng qua đã nhận ra Tô Thương. Rất tốt, Tô Thương đi về phía Hứa Sơn Cư, cười nói, đại trưởng lão nhãn lực thật tốt, chưa từng gặp mặt mà chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra tôi. Hứa Sơn Cư tràn đầy nghi hoặc nhíu mày nói, Tô Huyền Thiên, không phải cậu đã chết rồi sao, đầu của cậu. Cậu không chết, đầu là giả. Nói đến đây, Hứa Sơn Cư chợt nhận ra. Rất tốt, Tô Thương cười nhẹ, đại trưởng lão, không ngờ ông rất thông minh. Hừ. Hứa Sơn Cư hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn Đồng Văn Thắng, sau đó lại nhìn về phía Tô Thương, lạnh lùng nói, đây là một vở kịch mà cậu và Đồng Văn Thắng thông đồng với nhau sao? Mục đích của các người là gì? Lừa gạt Tuyết Liên 5.000 năm tuổi. Nói tới đây, Hứa Sơn Cư lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Văn Thắng, trầm giọng nói, Đồng Văn Thắng, ông thật to gan, thật sự phối hợp với người ngoài lừa gạt minh chủ, ông không muốn sống nữa phải không? Nói cho tôi biết Tuyết Liên hiện tại đang ở đâu, có lẽ tôi có thể tha mạng cho ông. Vẻ mặt Hứa Sơn Cư trầm như nước nói, nếu ông không nói, tôi sẽ bầm thây vạn đoạn ông. Hứa Sơn Cư dù sao cũng là địa tông đỉnh phong, hơi thở xung quanh mạnh đến kinh người. Mặc dù hai ngày nay Đồng Văn Thắng tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng không dám đón nhận ánh mắt của Hứa Sơn Cư, vội vàng cúi đầu xuống. Hừ, ông không nói đúng không, được, tôi muốn đập xương của ông từng cái một để chút mối hận trong lòng tôi. Mặt Hứa Sơn Cư tức giận, chân khí trong tay chuyển động, lập tức đi về phía Đồng Văn Thắng. Đại trưởng lão, lúc này Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, ông nổi giận cũng không có ích lợi gì, Tuyết Liên đã bị tôi ăn mất rồi. Cái gì? Hứa Sơn Cư nghe vậy, lập tức tức giận không thể át, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Huyền Thiên, cậu nói cái gì,
lặp lại lần nữa. Tuyết Liên, bị tôi ăn rồi. Tô Thương lặp lại. Đáng ghét. Đó là thứ tôi nhìn chúng, một người nửa bước địa tông rác rưởi như cậu dám nhanh chân đến trước, muốn tìm chết sao? Hứa Sơn Cư không thể nhịn được nữa, bàn tay nhanh chóng vỗ về phía Tô Thương. Vèo, Tô Thương thấy vậy, thi triển chỉ xích thiên nhai, cơ thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trốn đi chỗ khác. Hứa Sơn Cư bình tĩnh lại, trong lòng cả kinh, lẩm bẩm nói, tốc độ thật nhanh, Tô Huyền Thiên, cậu không phải bán bộ địa tông, nói, cậu đã bước lên cảnh giới gì rồi? Ha ha, đại trưởng lão, đừng nói nhảm nữa, mọi người đều rất bận, trực tiếp ra tay đi, xem chiêu của tôi đây. Tô Thương cười nhẹ, sau đó thi triển chỉ xích thiên nhai, nhanh chóng phát động công kích. Hứa Sơn Cư nhận ra sự kỳ lạ của Tô Thương, không dám sơ suất, vội vàng dùng hết sức tấn công. Bùm, trong khoảnh khắc, lòng bàn tay của cả hai chạm vào nhau, một luồng dư âm chiến đấu khủng bố đẩy ra bốn phía. Sau đó, thân phận của Tô Thương và Hứa Sơn Cư đồng thời bay ngược ra ngoài, đều rơi xuống mặt đất cách đó 4-5 mét. Lực lượng thật mạnh mẽ, thực lực của cậu vậy mà lại tương đương với tôi, đều đã đặt chân tới địa tông đỉnh phong. Còn trẻ như vậy, địa tông đỉnh phong, trong suốt lịch sử cận đại của tông phái võ thuật tôi chưa từng nghe nói qua. Hứa Sơn Cư ổn định cơ thể, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, cảnh giác nhìn Tô Thương, dò hỏi, Tô Huyền Thiên, rốt cuộc cậu có lai lịch gì? Nhiều chuyện nhảm nhí. Tô Thương hai mắt híp lại, không muốn nói nhiều, nhanh chóng ngưng tụ ra hai con rồng nước, trực tiếp sử dụng thuật thủy long. Gầm, hai con rồng nước được tạo thành từ linh khí xuất hiện ngay lập tức, gầm rú giết về phía Hứa Sơn Cư. Đây, Hứa Sơn Cư chấn động. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ, vội vàng ra tay chống cự, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng Tô Thương cũng không dễ dàng buông tha cho Hứa Sơn Cư như vậy, mà còn nghiêng người về phía trước, tiếp tục khởi xướng tấn công. Hừ, khinh người quá đáng. Hứa Sơn Cư khẽ cắn môi, ngay sau đó huy động sức lực toàn thân nghênh tiếp Tô Thương. Bùm, 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 cứ như vậy hai người chiến đấu với nhau, hiện trường lá rụng bay tán loạn. Linh khí và chân khí tàn sát bừa bãi. Bây giờ Tô Thương đã đặt chân đến luyện khí cấp 7, hoàn toàn không sợ địa tông đỉnh phong, ước tính trong vòng 100 hiệp sẽ có thể đánh bại ông ta. Chấm chấm chấm. Tại thời điểm này, Thạch Hiên cùng Đoàn Tứ Hải đến trang viên nhà họ Tô. Một vài người hầu của trang viên bước tới, một người trong số họ lễ phép hỏi, hai vị, xin hỏi các người đang tìm ai? Bùm. Thạch Hiên không hề thủ hạ lưu tình, dùng một chưởng đánh bay người hầu đang đến gần, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm nói, đêm nay, người trong trang viên này có một người tính một người, tất cả đều phải chết. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, đi ra đây nhận lấy cái chết đi. Ở trang viên nhà họ Tô, Tô Thần Binh đang ở trong thư phòng tu luyện, áp lực của ông ta gần đây ngày càng tăng. Một mặt, áp lực này đến từ Tô Thương. Quả trứng thối này. Bản thân thường phàn nàn con trai là phế vật, không được tích sự gì, kết quả bây giờ thực lực của con trai ngang ngửa với mình, quá mẹ nó tức giận. Không thể cứ tiếp tục thế này, bản thân phải điều chỉnh cơ thể càng sớm càng tốt, nhất định phải mạnh mẽ hơn con trai, nếu không sau này mắng con trai cũng không có tự tin. Mặt khác, khủng hoảng gia tộc sắp xảy ra, Tô Thần Binh là người đứng đầu nhà họ Tô, tất nhiên rất muốn nâng cao thực lực của mình. Nhưng đúng lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hét lên, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Không hay rồi, là người đó, anh ta lại tới nhà họ Tô. Tiêu Đình, Tô Thần Binh đứng lên, trầm giọng nói, lập tức triệu tập tất cả cao thủ của nhà họ Tô, theo tôi đi ra ngoài xem. Vâng. Tiêu Đình bên cạnh cung kính đáp lại, sau đó đi theo Tô Thần Binh ra khỏi thư phòng. Cùng lúc đó. Nhà họ Tô, căn phòng bí mật dưới lòng đất. Tô Kiền Khôn ngồi xếp bằng, hai mắt hơi nhắm lại, ông ấy cũng đang tu luyện, lúc này cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Tô Kiền Khôn thở dài, vẻ nghiêm trọng hiện lên trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, lẩm bẩm nói, hy vọng nhà họ Tô có thể tránh thoát được kiếp nạn này. Sau khi lẩm bẩm lầu bầu, Tô Kiền Khôn không dừng lại, rời khỏi căn phòng bí mật dưới lòng đất.
Lúc này, chỉ có ông ấy ra tay thì mới có cơ hội chiến thắng tên thanh niên cao thủ kia, nhà họ Tô mới có một con đường sống. Hiện giờ Tô Kiền Khôn chỉ cầu nguyện, vết thương của người đó vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bản thân có thể đẩy lùi anh ta như lần trước. Chấm chấm chấm. Lúc này, ở rừng rậm Đông Sơn, Tô Thương đang đánh nhau kịch liệt với đại trưởng lão Hứa Sơn Cư, tạo thành động tĩnh rất lớn, hiện trường lá rụng bay tán loạn, năng lượng tàn sát bừa bãi. Mặc dù chân khí yếu hơn nhiều so với linh khí nhưng Hứa Sơn Cư đã luyện tập hàng chục hoặc hàng trăm năm, những thành tựu trong tông phái võ thuật vô cùng khủng bố. Địa Tông Đỉnh Phong, một trưởng lão của tông phái, với thực lực như vậy, hoàn toàn có thể tự mình mở tông phái, tự mình làm minh chủ của tông phái. Mà Tô Thương, chẳng qua chỉ tu luyện hơn nửa tháng, tuy rằng linh khí mạnh mẽ, nhưng là không thể dễ dàng bóp chết Hứa Sơn Cư. Rốt cuộc, một bầy sói hoang dã có thể gây ra mối đe dọa cho sư tử đực. Chân khí yếu, nhưng chân khí của Hứa Sơn Cư nhiều, đủ mạnh, hoàn toàn có thể chống lại linh khí của Tô Thương. Nhưng Tô Thương dựa vào chỉ xích thiên nhai quỷ dị, vẫn đè Hứa Sơn Cư xuống đánh như cũ. Nhìn tổng thể, Hứa Sơn Cư không có sức đánh trả, chỉ có thể thụ động phòng ngự để hóa giải đòn tấn công của Tô Thương. Bùm, đột nhiên, Tô Thương bắt được một lỗ hổng của Hứa Sơn Cư, trực tiếp sử dụng thuật Thủy Long, đánh lui ông ta. Cơ thể của Hứa Sơn Cư bay ngược 4 hoặc 5 mét mới rơi xuống mặt đất, cũng may cảnh giới của ông ta cao thâm, miễn cưỡng có thể ổn định cơ thể. Phụt. Sau đó, Hứa Sơn Cư phun ra một ngụm máu, vẻ mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Tô Thương, lạnh lùng nói, Tô Huyền Thiên, không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy, tôi cũng không phải là đối thủ của cậu, cậu làm tôi rất ngạc nhiên. Nhưng mà, Tô Huyền Thiên, cậu đừng quá đắc ý, nếu ép quá mức, đừng trách tôi dùng hết thủ đoạn giết chết cậu. Hứa Sơn Cư trầm giọng uy hiếp. Ha ha, Tô Thương khinh thường nhìn lại, tiến lên một bước, nghiền ngẫm nói, sắp chết đến nơi rồi, còn nói lung tung, ông muốn dùng cái gì để giết tôi? Hừ, sắc mặt Hứa Sơn Cư trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu cậu không biết tốt xấu, vậy đừng trách tôi không khách khí. Nếu như mấy ngày trước tôi gặp được cậu, có lẽ tôi rất muốn thua ở trong tay cậu, nhưng hiện tại, tôi hoàn toàn nắm chắc sẽ giết chết cậu. Vẻ mặt của Hứa Sơn Cư trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ông ta nheo mắt cười nói, thật không dám giấu giếm, mấy ngày trước ở núi lớn ở Giang Nam, tôi không chỉ phát hiện ra một mỏ đá năng lượng mà còn có được một chí bảo. Chí bảo này có sức mạnh đáng sợ, tôi đã nghiên cứu nó, có thể giết chết tất cả các cao thủ dưới Thiên Tông. Hứa Sơn Cư nói tiếp, nhưng với chân khí trong cơ thể tôi chỉ có thể kích hoạt nó một lần. Sau đánh đòn tấn công đó ra, chân khí trong cơ thể tôi sẽ trống rỗng, sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, vì vậy tôi vẫn luôn không sử dụng nó. Nhưng bây giờ, Tô Huyền Thiên, cậu khinh người quá đáng, chạm vào điểm mấu chốt của tôi đành phải dùng để giết cậu. Nói rồi, Hứa Sơn Cư sờ tay vào ngực, lấy ra một vật có hình dạng kỳ lạ. Thứ này toàn thân màu đen, không phải đao, cũng không phải kiếm, hình dạng và kích thước giống một quả dưa chuột. Chất liệu của vật thể này trông giống như sắt đen và thiên thạch từ bên ngoài bầu trời, nên Tô Thương nhìn thoáng qua cũng không thể phân biệt được. Nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng thứ giống như quả dưa chuột này ẩn chứa một luồng linh khí đáng sợ. Linh khí rất mạnh, đây nhất định không phải thứ bình thường. Trong lòng Tô Thương vui mừng, nhìn đồ vật trong tay Hứa Sơn Cư bằng ánh mắt sáng quắc, không khỏi xuất hiện ý muốn. Đoạt lấy. Nhất định phải cướp được vật này đến tay. Tô Huyền Thiên, chớ có trách tôi, đây đều là do cậu ép tôi. Giờ phút này sắc mặt Hứa Sơn Cư sầm lại, đột nhiên ném đồ vật trong tay lên không trung. Ngay sau đó, bàn tay ông ta biến hóa, rót toàn bộ chân khí trong cơ thể vào thứ giống như quả dưa chuột này. Trong khoảnh khắc, thứ này kim quang sáng sáng, phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, đồng thời toát ra uy lực kinh người. Cho ta, giết, sau đó, sắc mặt Hứa Sơn Cư trầm xuống, giơ tay đẩy về phía Tô Thương. Ngay sau đó, vật ấy liền giống như một viên sao băng, xuyên qua khoảng không, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai giết về phía Tô Thương. Không hay rồi, lần này, đổi thành Tô Thương chấn động, vội vàng thi triển chỉ xích thiên nhai tránh né.
Ha ha, Tô Huyền Thiên, vô dụng thôi, nó đã xác định cậu rồi, giết cho ta. Hứa Sơn Cư lạnh lùng cười nói, nhưng có thể nhìn rõ ràng chân khí trong cơ thể ông ta không còn bao nhiêu, hơi thở cũng tương đối yếu ớt. Tuy nhiên, Hứa Sơn Cư không hề hoảng sợ chút nào, vì ông ta tin tưởng một kích này của mình có thể giết chết Tô Huyền Thiên. Lúc này, Tô Thương không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình lập lòe, tránh né vật kia đuổi giết. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, xem ra đành phải sử dụng bùa chú luyện chế lúc trước. Nghĩ đến đây, Tô Thương cảm thấy đau khổ một hồi, nhưng cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ lấy khố sái phù lục từ trong vòng lưu trữ ra, ném lên không trung. Đừng coi thường khố sái phù lục này, Tô Thương đã tốn 20 viên đá năng lượng để luyện hóa lá bùa tấn công này, sức công phá mà nó sở hữu khủng bố phi phàm. Ha ha, Tô Huyền Thiên, người bị dọa cho choáng váng rồi phải không, lấy ra một tấm khố sái phù lục đã nghĩ. Hứa Sơn Cư nhìn thấy khố sái phù lục, đang định chế nhạo Tô Thương, nhưng ông ta chưa kịp nói xong thì một tiếng động lớn phát ra từ hiện trường. Bùm, khố sái phù lục và thứ giống như quả dưa chuột va vào nhau. Trong phút chốc, dư âm tàn sát bừa bãi, cây cối xung quanh bị gãy ngang, Đổng Văn Thắng đang nấp ở đằng xa cũng bị chấn thương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Hứa Sơn Cư bởi vì chân khí tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể chống lại lần dư âm này, bị đánh ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Nhưng Tô Thương không có vấn đề gì nghiêm trọng, vận chuyển linh khí hình thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ bản thân, đồng thời phân ra một đạo linh khí bảo vệ Đổng Văn Thắng. Mặc dù con trai Đổng Tử Khôn của Đổng Văn Thắng lúc trước đã đắc tội mình, xem như có chút ân oán nhỏ. Nhưng những ngày này Đổng Văn Thắng đã làm việc cho mình, mọi việc được thực hiện rất tốt đẹp. Đương nhiên Tô Thương sẽ không qua cầu rút ván. Sau một vài giây, dư âm ngừng tàn sát bừa bãi, hiện trường trở nên yên tĩnh. Tô Thương trước tiên nhìn về phía trước, phát hiện khố sái phù hợp đã biến thành cho tàn, trong khi thứ giống như quả dưa chuột kia vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cũng may, khố sái phù lục đã hóa giải một kích của thứ này mất đi tính công kích lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, toát ra ánh sáng dịu dàng. Chí bảo của tôi, Hứa Sơn Cư thấy vậy, vội vàng đứng lên, muốn kiểm soát thứ này một lần nữa. Nhưng Tô Thương tay mắt lanh lẹ bước lên trước trực tiếp nắm vào trong tay, rồi sau đó khi phách cười nói, thực xin lỗi, bây giờ là của tôi. Tô Huyền Thiên, Hứa Sơn Cư tức giận, hai mắt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Thương chằm chằm. Nhưng sau đó, ông ta phản ứng lại, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, Tô Huyền Thiên, tôi không có thủ oán sâu đậm gì với cậu, cậu muốn tuyết liên, muốn đá năng lượng tôi đều cho cậu, chúng ta bắt tay giảng hòa, được không? Ha ha, Tô Thương nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên người Hứa Sơn Cư, nhàn nhạt nói. Lão chết tiệt, bây giờ trong cơ thể ông không có chân khí, tôi giơ tay là có thể giết chết ông, bây giờ mới nói rằng có phải là đã quá muộn rồi hay không? Nói xong, Tô Thương tiến lên một bước, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Tôi, Hứa Sơn Cư luống cuống, vẻ mặt đặc biệt sợ hãi. Ông ta đã ở vị trí cao trong nhiều thập kỷ, vẫn luôn là đại trưởng lão của Tông Vô Ảnh, là một người dưới một người trên vạn người, đã nuôi thành hơi thở của người ngồi trên cao. Nhưng đối mặt với sinh tử, Hứa Sơn Cư sợ hãi, sau rất nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lựa chọn chịu thua. Cắn răng nói, Tô Huyền Thiên, tôi thừa nhận kỹ năng của tôi không bằng cậu, nhưng cậu cũng không cần đuổi tận giết tuyệt chứ. Tôi đã đặt chân ở địa tông đỉnh phong nhiều năm, sắp phải thăng cấp thiên tông, tôi không muốn chết, cậu muốn thế nào mới bằng lòng tha cho tôi? Nghe vậy, Tô Thương lập tức dừng lại, trầm ngâm một lúc mới nói, Hứa Sơn Cư, muốn tôi tha cho ông một mạng cũng được, nhưng ông phải phục tùng tôi, làm người hầu của tôi. Từ nay về sau, chỉ có thể làm việc cho một mình tôi, được không? Trong lúc nói chuyện, Tô Thương huy động linh khí, hình thành một con rồng nước trong lòng bàn tay. Chỉ cần Hứa Sơn Cư từ chối, anh sẽ không chút do dự giết ông ta, để tránh những rắc rối sau này. Người hầu, khi Hứa Sơn Cư nghe thấy lời nói của Tô Thương, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên khó coi, biểu cảm phức tạp. Bản thân đã tu luyện gần trăm năm. Đường đường là một cao thủ địa tông đỉnh phong,
nếu không phải sống ở tông Vô Ảnh quá thoải mái, bản thân có thể thành lập một tông phái làm minh chủ. Bây giờ, một tiểu tử 20 tuổi thực sự muốn nhận mình làm người hầu. Trong lúc nhất thời, Hứa Sơn cư không thể chấp nhận nó. Nhưng cảm nhận được sự đe dọa của con rồng nước trong lòng bàn tay Tô Thương, sâu trong nội tâm của Hứa Sơn cư dãy giụa. Tô Huyền Thiên, cậu thắng rồi. Sau một vài giây dừng lại, Hứa Sơn cư thở dài một hơi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, quỳ xuống đất nói, chủ nhân, Hứa Sơn cư tôi, sẵn lòng vượt lửa băng sông vì ngài, không ngần ngại, nếu vi phạm lời thề sẽ không được chết tử tế. Con người của tôi luôn luôn không tin lời thề. Tô Thương cười nhẹ, sau đó hai tay niết quyết, đánh khế ước chủ tớ vào trong cơ thể của Hứa Sơn cư, sau đó nói, bây giờ, tính mạng của ông hoàn toàn nằm trong tay tôi, nếu ông can đảm dám phản bội tôi chỉ cần một ý nghĩ thôi là có thể giết chết linh hồn của ông trong nháy mắt. Tiểu nhân không dám, Hứa Sơn cư rõ ràng cảm nhận được Tô Thương không nói dối, trong đầu mình bây giờ dường như có một thanh kiếm sắc bén bay đi, làm cho mình hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Đây là loại thủ đoạn quỷ dị nào, quá khủng bố, xem ra lai lịch của chủ nhân không tầm thường. Lúc này Tô Thương mới nhìn về phía Hứa Sơn cư, hài lòng gật gật đầu. Đối với kẻ thù, anh từ trước đến nay không lưu tình chút nào, tàn nhẫn và dứt khoát. Vốn dĩ Tô Thương có ý định giết Hứa Sơn cư, nhưng nghĩ đến này người thực lực không yếu, nhà họ Tô đang gặp phải nguy cơ, bồi dưỡng ông ta một chút, biết đâu sau này có thể giúp được. Vì vậy, Tô Thương giữ lại mạng sống cho Hứa Sơn cư, dù sao linh hồn có khế ước kiểm tra, ông ta tuyệt đối không dám phản bội mình. Sau khi thu phục Hứa Sơn cư, Tô Thương đi về phía chiếc xe tải cách đó không xa, rồi kéo tấm vải đen ra. Ngay sau đó, hơn 1.000 viên đá năng lượng xuất hiện, được đặt ngay ngắn. Ha ha, không tốn nhiều công sức mà đã có thể lấy được. Tô Thương bàn tay vung lên. Thu toàn bộ những viên đá năng lượng này vào trong vòng lưu trữ. Biến mất rồi. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Hứa Sơn cư lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng không khỏi có chút kính sợ đối với Tô Thương. Quỷ dị. Loại thủ đoạn này quá quỷ dị, hoàn toàn lật đổ nhận thức của ông ta về thế giới này. Hứa Sơn cư. Sau khi cất những viên đá năng lượng đi, Tô Thương nhàn nhạt hỏi. Còn bao nhiêu viên đá năng lượng chưa được khai thác trong mỏ đá năng lượng mà ông tìm thấy? Báo cáo chủ nhân, thuộc hạ đã khai thác hết đá năng lượng rồi, chẳng qua là mạch khoáng nhỏ mà thôi. Hứa Sơn cư nói tiếp, theo suy luận của thuộc hạ, nguyên nhân khiến ngọn núi lớn tạo ra những mạch quặng nhỏ có thể liên quan đến chí bảo trong tay ngài. Hẳn là nó đã nhiễm vào những tảng đá xung quanh, từ đó hình thành nên đá năng lượng. Suy đoán của ông hẳn là đúng 89 phần 10. Tô Thương gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào chí bảo giống như dưa chuột, sau khi nghiêm túc đánh giá, liền phát hiện bên cạnh có một ít ký tự nhỏ, chìa khóa Đông Phủ. Chẳng lẽ đây là một cái chìa khóa? Vật liệu luyện chế của thứ này, nếu tôi không nhìn lầm, nó hẳn là một thiên thạch ngôi sao. Loại này rất hiếm ở Huyền Thiên Tiên Vực, là một vật liệu hiếm để luyện khí. Trong lòng Tô Thương tràn đầy tò mò, thầm nghĩ, ai sẽ dùng thứ này làm chìa khóa? Cái gọi là Đông Phủ, chẳng lẽ là biệt thự của một vị cường giả sao? Trong đó cất giấu thứ gì, thật sự dùng thiên thạch ngôi sao làm chìa khóa? Tô Thương không biết, chỉ đơn giản đặt chìa khóa Đông Phủ vào trong vòng lưu trữ, không hề nghĩ nhiều chuyện này. Hứa Sơn cư, tôi quả thực đã ăn tuyết liên 5.000 năm tuổi, ông không cần nhớ thương nữa. Lúc này, Tô Thương nhìn về phía Hứa Sơn cư, nhàn nhạt nói, nhưng ông yên tâm, chỉ cần ông trung thành phục vụ tôi sẽ tìm cách để cho ông nhanh chóng đặt chân tới Thiên Tông. Thiên Tông, là cảnh giới sau Địa Tông. Hệ thống võ học cổ đại gồm Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình, Tông Sư, Địa Tông, Thiên Tông. Ở cảnh giới sau Thiên Tông, rất ít người đặt chân đến đó, phương pháp kia vô cùng kỳ diệu nên được gọi là Thần Tông. Cảm ơn chủ nhân, Hứa Sơn cư cung kính đồng ý, nhưng không quá tin vào lời nói của Tô Thương. Rốt cuộc ông ta đã nỗ lực mấy chục năm, còn chưa đặt chân tới Thiên Tông, chủ nhân có thể làm được gì? Phải biết rằng, Thiên Tông và Địa Tông chênh lệch nhau một cái rãnh sâu thật dài. Nếu có thể đặt chân vào Thiên Tông,
hoàn toàn có thể lập ra một tông phái võ thuật trung đẳng, các thế lực lớn trong tông phái võ thuật sẽ tung cảnh ô lưu ra. Tô Thường đương nhiên nhìn ra được Hứa Sơn Cư đang nghĩ gì, nhưng anh cũng không nói nhiều, định lấy sự thật để nói chuyện. Mặc dù hiện tại anh không thể nào giơ tay ra giúp Hứa Sơn Cư đột phá tới Thiên Tông. Nhưng sử dụng đá năng lượng bố trí một pháp trận nho nhỏ là có thể chuyển hóa linh khí thành chân khí khổng lồ cho Hứa Sơn Cư hấp thụ. Dưới tình huống có đầy đủ chân khí, đừng nói đến thiên phú không tồi như Hứa Sơn Cư lão chết tiệt này, ngay cả một con lợn cũng có thể thăng cấp. Ông trước cùng Đồng Văn Thắng trở về tĩnh dưỡng đi, nếu cần bổ sung chân khí dược liệu, để Đồng Văn Thắng đến chợ đen cửu môn lấy. Tô Thương nhàn nhạt nói. Vâng, Hứa Sơn Cư cung kính ôm quyền, tuy rằng ông ta không tin Tô Thương có thể giúp mình đột phá, nhưng ông ta đã nhận Tô Thương là chủ nhân, thái độ của ông ta tự nhiên là kính sợ. Tiếp theo, Tô Thương đang chuẩn bị hẹn thời gian để Hứa Sơn Cư đến tìm mình, giúp ông ta thăng cấp lên Thiên Tông, đến lúc đó nhà họ Tô cũng coi như có một con át chủ bài. Nhưng lúc này, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi của Quách Ý. Đại thiếu gia, có chuyện lớn rồi. Sau khi kết nối cuộc gọi, giọng nói nôn nóng của Quách Ý từ bên trong truyền ra. Tô Thương nhíu mày nói, thế nào rồi? Thưa đại thiếu gia, lúc nãy Tiêu Đình liên hệ với tôi, nói kẻ thù của nhà họ Tô đã đến, giờ này đang ở trang viên nhà họ Tô, cậu ấy nghe mệnh lệnh của ông chủ, để tôi mang cậu rời khỏi Giang Bắc, đi càng xa càng tốt. Quách Ý vội vàng nói. Cái gì? Tô Thương nghe vậy, đột nhiên cúp điện thoại, vội vàng thi triển chỉ xích thiên nhai, hình dáng trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Đến rồi. Kẻ thù đó, cuối cùng đã đến. Dám hãm hại nhà họ Tô, đêm nay, tao sẽ chém mày thành trăm mảnh. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó. Trang viên nhà họ Tô. Tô Khiền Khôn, Tô Thần Binh, Tiếu Đình, cùng toàn thể vệ sĩ nhà họ Tô, đang cùng với Thạch Hiên và Đoàn Tứ Hải đứng song song. Vị thiếu gia này, rốt cuộc cậu là ai, vì sao năm lần bảy lượt nhắm vào nhà họ Tô? Tô Kiền Khôn đứng đầu tiên, sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm. Ha ha! Thạch Hiên lộ ra một nụ cười gian xảo, giọng nói lạnh lùng đáp, lão già kia, ông còn chưa có tư cách biết rõ thân phận của tôi, đêm nay, người nhà họ Tô các ông, toàn bộ đều phải chết hết. Tô Kiền Khôn nghe vậy, sắc mặt khó coi, hừm, cậu nói những lời này. Có phần dứt khoát quá đi, tôi có thể cản cậu một lần, cũng có thể cản cậu lần thứ hai, nhà họ Tô chúng tôi, cũng không phải là quả hồng mềm. Ha ha, lão già kia, ông quả thực là thực lực không yếu, Tô Kiền Khôn tóc bạc húi cua kia. Thạch Hiên khinh thường cười nói, lần trước, tôi chỉ là không nghĩ đến, Giang Bắc nhỏ bé thế này mà lại có cao thủ cảnh giới địa tông hậu kỳ, vì thế nên mới thất thủ. Nhưng mà lần này, tôi mang theo trợ thủ đến. Không cần tự mình chủ động ra tay nữa. Thạch Hiên nhìn về phía Đoàn Tứ Hải bên cạnh, thản nhiên nói, Đoàn Tông Chủ, có thể bắt đầu rồi đó. Có điều, tôi đã thay đổi chủ ý, không muốn ra tay giết người, tôi muốn người nhà họ Tô, toàn bộ chân tay đứt đoạn, nhận đủ sự tra tấn. Thạch Hiên cười khinh thường nói, như thế này, so với việc giết chết bọn họ thì càng thú vị hơn, ha ha. Vâng. Đoàn Thế Hải nhận được mệnh lệnh, liền bước về trước một bước, lạnh lùng nói, Tô Kiền Khôn đúng không, danh xưng của tôi có thể nói cho ông biết, tôi là Tông Chủ Vô Ảnh Tông, Đoàn Tứ Hải. Ngay thời điểm đang nói chuyện, Đoàn Tứ Hải không tiếp tục che giấu khí tức xung quanh toàn thân nữa, mà phóng toàn bộ ra ngoài. Vô Ảnh Tông, Tông Chủ. Sắc mặt Tô Kiền Khôn thay đổi lớn, trầm giọng nói, khí tức của ông. Thật khủng khiếp, ông. Ông là Thiên Tông. Ha ha. Coi như ông có mắt nhìn. Đoàn Tứ Hải khẽ cười nói, lấy thực lực của tôi, ra tay với các ông, quả thật là mất thân phận. Có điều các ông vận khí không tốt, vừa lúc Tông Chủ cùng với Thạch Thiếu ra đến Giang Bắc xử lý chút chuyện, nên tiện tay giải quyết luôn các ông, giải quyết cho xong cái tâm nguyện này của Thạch Thiếu ra. Bây giờ, Thạch Thiếu ra phán quyết đi. Vừa nói xong. Đoàn Tứ Hải ánh mắt run lên, lập tức liền đánh ra một trường, một đường chân khí kinh khủng, cấp tốc lao thẳng hướng Tô Kiền Khôn. Tô Kiền Khôn hít một hơi thật sâu, vội vàng ra tay chống cự,
nhưng ông ấy chỉ ở mức địa tông hậu kỳ, căn bản không phải đối thủ của Đoàn Tứ Hải. Sau một chiêu, Tô Kiền Khôn trực tiếp bị đánh bay, cơ thể ngã ầm xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu. Cha! Tô Thần Binh thấy vậy, nhất thời không kiềm được tức giận, nghiến răng nghiến lợi đi thẳng đến chỗ Đoàn Tứ Hải. Nhưng kết cục của ông ấy không khác Tô Kiền Khôn chút nào, cơ thể ngã xuống bên cạnh Tô Kiền Khôn, liên tục ho ra máu. Hừm, hóa ra cảnh giới hóa kình cũng chỉ là phế vật, cũng dám ra tay với Thiên Tông, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đoàn Tứ Hải hừm lạnh lùng một tiếng, lẩm bẩm nói, nếu không phải Thạch Thiếu gia muốn tra tấn ông, một trưởng này của bổn tông chủ cũng đủ để đưa ông đánh thành xương máu rồi. Ha ha! Thạch Hiên thấy cảnh này, liền ngửa mặt lên trời cười lớn, Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, bây giờ biết sự lợi hại của tôi chưa hả, đối phó với các người thật quá dễ dàng. Nói xong, Thạch Hiên nhanh chân đi đến trước mặt cha con nhà họ Tô. Bây giờ Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, nằm hấp hối trên mặt đất. Ha ha, không muốn vùng vẫy, tôi muốn tự tay bóp nát xương cốt của các người, để cho các người biến thành loài bò sát. Nét mặt Thạch Hiên lộ ra một nụ cười độc ác, ngay lập tức ra tay. Két, két két, cạch, ngay tại chỗ, tiếng xương cốt đứt gãy, liên tục vang lên. Cha con nhà họ Tô, đau khổ không chịu nổi, trên trán chảy mồ hôi liên tục. Bảo vệ ông chủ và lão gia. Tiêu Đình bên cạnh cùng với vệ sĩ nhà họ Tô, đuổi bước lên phía trước. Muốn chết, Đoàn Tứ Hải còn chưa ra tay, Thạch Hiên liền vung tay lên, khiến tất cả mọi người đều ngã xuống đất. Trong số họ, mạnh nhất cũng là Tiêu Đình, cảnh giới hóa kình, căn bản không phải đối thủ của Thạch Hiên. À, ngay lập tức, đám người Tiêu Đình liền ngã xuống đất kêu rên, toàn bộ đều mất đi năng lực chiến đấu. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, chúng ta tiếp tục thôi. Thạch Hiên cười lạnh, lập tức ra tay lần nữa, từng chút tra tấn cha con nhà họ Tô. Rất nhanh, xương cốt cha con nhà họ Tô, liền bị bóp nát, hoàn toàn trở thành người tàn phế, toàn thân trên dưới đều bị tra tấn máu me đầm đìa. Tô Kiền Khôn, lão già kia, ông dám kiêu ngạo nữa không, lần trước thiếu chút nữa tôi để xác lại Giang Bắc, lần này ông dám kiêu ngạo nữa không? Thạch Hiên dùng chân đá vào bên mạn sườn của Tô Kiền Khôn, khiến ông ấy trượt dài trên mặt đất một đoạn, phía sau lưng bị ma sát mà máu thịt be bét. Sau đó, Thạch Hiên nhấc chân dẫm lên mặt Tô Thần Binh, cúi đầu xuống, cười quỷ quyệt nói, Tô Thần Binh, ông chỉ là đồ bỏ đi ở cảnh giới hóa kình mà thôi, thật không biết vì sao cô Ngọc Yến lại coi trọng ông, còn vì ông mà sinh một đứa con trai nữa. Ha ha! Nếu là cô Ngọc Yến nhìn thấy ông bị tôi dẫm dưới chân, biến thành một người tàn phế, chắc chắn sẽ rất thất vọng đó nhỉ. Thạch Hiên cười cười, còn chân sau dùng sức trà đạp lên mặt Tô Thần Binh. Bác Tô, ông nội Tô. Ông nội, ông cố. Đúng lúc này, Lý Nguyệt nắm tay Tô Du Du, cùng xuất hiện trong đình viện, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt Thạch Hiên nhìn vào Lý Nguyệt và Tô Du Du. Nụ cười càng thêm thâm sâu hơn. Du Du, chúng ta đi nhanh. Lý Nguyệt ngay lập tức đã biết được sự tình không ổn, vội vàng kéo Du Du định rời đi. Đi được không? Thạch Hiên thấy vậy, thả người nhảy lên, liền xuất hiện trước mặt Lý Nguyệt và Tô Du Du. Sau đó, anh ta liếc nhìn Lý Nguyệt và Tô Du Du, cười nói, ha ha, được lắm đó, đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc trác. Toàn bộ hai mẹ con các người, tôi rất thích. Đêm nay vận khí của bổn thiếu gia đây quả là không tệ, thế mà có thể gặp được hai cực phẩm tuyệt sắc thế này, ha ha ha. Thạch Hiên liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, từ từ duỗi ra móng vuốt. Lý Nguyệt vội vàng ôm Tô Du Du trong ngực, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ rất hoảng sợ. Chậc chậc chậc, con gái của mẹ sao, ha ha, đêm nay tôi thật có phúc. Nghĩ tới thôi đã thấy kích thích rồi. Thạch Hiên híp hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đều, bàn tay không ngừng chụp vào Lý Nguyệt. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ xa đến gần, giọng nói chứa đầy lửa giận ngập trời. Không cần biết mày là ai. Mặc kệ mày đến từ đâu.
đêm nay, mạng của mày, tao giữ. Giê-xu có tới, cũng không lấy được. Đến rồi. Thời khắc quan trọng, Tô Thương đã đến rồi. Anh ấy dịch dung thành Tô Huyền Thiên, không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai, cuối cùng cũng đuổi kịp tới trang viên nhà họ Tô. Bây giờ, Tô Thương đã đặt chân lên luyện khí tầng thứ 7, số lần thi triển chỉ xích thiên nhai, cũng được tăng lên gấp nhiều lần. Dù là ở rừng cây Đông Sơn, lập tức di chuyển đến trang viên nhà họ Tô, nhưng cơ thể vẫn còn cuồn cuộn linh khí. Xoạt xoạt xoạt. Giờ phút này, ánh mắt mọi người tại hiện trường đều nhìn vào Tô Thương. Hiền đệ, là hiền đệ của mình. Chú Huyền Thiên sao lại đến đây? Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, ánh mắt cùng nhau nhìn vào Tô Thương, vừa mừng vừa sợ. Tô Thương. Lý Nguyệt nghe được âm thanh đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên người Tô Thương, trong lúc vừa suy nghĩ đến tên Tô Thương, bây giờ cảm xúc đã được xoa dịu hơn. Trong mắt cô, Tô Thương cũng là vô địch, chỉ cần Tô Thương dịch dung thành Tô Huyền Thiên, thì không có ai là đối thủ của Tô Thương. Vì thế, nhìn thấy khuôn mặt Tô Huyền Thiên này, trong tim Lý Nguyệt cũng thấy an tâm hơn. Là Tô Huyền Thiên, mày không phải đã chết rồi sao? Đoàn Tứ Hải nhíu mày, biểu cảm cực kỳ kỳ dị, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Cứ như vậy, ngay trước mặt bao nhiêu người, Tô Thương lấy thân phận Tô Huyền Thiên, từng bước đi vào đình viện. Tiểu tử, cậu là Tô Huyền Thiên. Lúc này, Thạch Hiên đứng một bên, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Ánh mắt Tô Thương, nhìn vào lên người Thạch Hiên, trong mắt tràn ngập sát ý, không khí xung quanh đều như ngưng đọng lại. Cậu không phải là đã chết rồi sao? Thạch Hiên khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, Đoàn tông chủ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không rõ nữa. Đoàn Tứ Hải đáp lại, tôi thật sự đã nhìn thấy đầu của Tô Huyền Thiên, không nghĩ tiểu tử này vẫn còn sống. Nếu như không có gì thay đổi, thì tôi đã bị cậu ta lừa rồi, hoặc là cậu ta lừa Đổng Văn Thắng, hoặc cậu ta liên thủ với Đổng Văn Thắng lừa tôi. Nói đến đây, biểu cảm của Đoàn Tứ Hải đột nhiên trầm xuống, cười lạnh nói, nhưng cũng chỉ là vấn đề nhỏ, cậu ta chưa chết, thì tôi có thể giết thêm lần nữa. Dựa vào tin tức nghe được, cậu ta giết Cát Bình ở cảnh giới nửa bước địa tông, đã cố gắng hết sức rồi, tối đa cũng chỉ ở cảnh giới nửa bước địa tông mà thôi, không đáng để sợ hãi. Đoàn Tứ Hải bình thản nói ra, giống như ăn chắc Tô Thương, căn bản cũng không xem Tô Thương ra gì. Thạch Hiên gật gật đầu, sau đó nhìn vào Tô Thương, khẽ cười nói, Tô Huyền Thiên, cậu vừa nói cái gì, cậu muốn giết tôi, Giê-xu cũng không giữ được sao? Đúng. Ánh mắt Tô Thương u ám, trầm giọng nói, chẳng qua là trước khi giết ông, nói cho tôi biết ông là ai, còn nữa, vì sao nhắm vào nhà họ Tô, có thể tôi sẽ để ông chết nhẹ nhàng hơn chút. Ha ha ha. Cho ta chết nhẹ nhàng hơn. Thạch Hiên nghe vậy, nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó cười độc ác nói, Tô Huyền Thiên, đây là trò cười hài nhất mà tôi nghe được gần đây đó, chỉ với cậu, cũng dám mở miệng ngông cuồng, thứ chó má không biết sống chết này. Có điều, cậu can đảm lắm, muốn biết danh xưng của tôi nói cho cậu biết. Thạch Hiên không giấu giếm nữa, kiêu căng nói ra, tôi tên là Thạch Hiên, đến từ vùng núi Tế Trời. Còn về việc tại sao lại nhắm vào nhà họ Tô, ha ha, sau khi cậu biết lai lịch của tôi, cha con nhà họ Tô cũng đã đoán được, cậu có thể hỏi họ thử xem. Thạch Hiên thản nhiên nói. Vùng núi Tế Trời, Thạch Hiên. Tô Thương nghe nói như thế, mơ hồ cảm giác được, chuyện này có lẽ khó giải quyết, ánh mắt tùy tiện nhìn về phía Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, mở miệng dò hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hiền đệ, hai. Chuyện này nói ra rất dài dòng, liên lụy quá lớn, không biết thì có lẽ tốt hơn. Tô Kiền Khôn xương cốt đứt đoạn, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí hư suy yếu, thở dài một hơi nói ra, đêm nay, là ân oán của nhà họ Tô chúng tôi với cậu ta, hiền đệ, cậu nhanh đi đi. Đúng vậy. Tô Thần Binh bên cạnh cũng kịp phản ứng, vội vàng nói, chú Huyền Thiên, hai người kia thực lực cao cường, chú không phải là đối thủ của họ. Nếu không muốn tăng thêm thương vong thì chú tự rời đi đi. Ông nội. Cha. Tô Thương nhìn thấy Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, trong lòng cực kỳ lo lắng,
nhưng bây giờ, anh ấy nhất định phải tỉnh táo lại, không được để bại lộ thân phận. Kẻ thù nhà họ Tô, đến từ vùng núi Tế Trời. Thế lực này, Tô Thương mơ hồ hiểu được một chút. Giới luyện võ có ba đại tông môn đỉnh phong, vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ. Không ngờ rằng, kẻ thù của nhà họ Tô, lại là đến từ vùng núi Tế Trời, chuyện này ngoài dự kiến của Tô Thương. Với thực lực trước mắt của Tô Thương, căn bản không có khả năng chống lại vùng núi Tế Trời. Vì thế, anh ấy nhất định phải che giấu thân phận, không thể để người khác biết, Tô Huyền Thiên cũng là đại thiếu gia công tử bột Tô Thương, nếu không thì cậu ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo để tấn công. Nhưng nếu che giấu thân phận thì lại khác, qua đêm nay, không ai biết anh ấy cũng chính là Tô Huyền Thiên, đương nhiên không mang đến bất kỳ phiền phức gì cho anh ấy cả. Đại ca. Thế là Tô Thương diễn kịch, nhìn vào ông nội, chân thành nói, tôi đã cùng anh kết bái huynh đệ rồi, chuyện của nhà họ Tô, cũng là chuyện của tôi, trong lúc cấp bách, tôi không thể ngồi nhìn mặc kệ được. Yên tâm đi, hai người kia cứ giao cho tôi, đêm nay, tôi đến bảo vệ nhà họ Tô. Tô Thương chọn tình chọn nghĩa nói, sau đó không nhìn Tô Kiền Khôn nữa mà ánh mắt nhìn vào Thạch Hiên, trầm giọng nói, muốn nhà họ Tô bị tiêu diệt, bước qua xác của tôi đã. Ha ha, không biết trời cao đất dày là gì. Thạch Hiên còn chưa mở miệng, Đoàn Tứ Hải bên cạnh lạnh lùng nói, Thạch thiếu gia, để tôi thay cậu giết chết cậu ta nhé. Không cần. Thạch Hiên lại lắc đầu, hài lòng cười nói, chỉ là nửa bước địa tông mà thôi, cậu ta không thể làm tôi bị thương được. Nếu cậu ta đã lỗ mãng với tôi như vậy, để tôi tự giải quyết cậu ta, nhân tiện nói cho cậu ta biết, cái gì gọi là bên ngoài có trời. Bên trên có người. Thạch Hiên lạnh lùng cười nói. Cũng được. Đoàn Tứ Hải nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đứng sang một bên, trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt. Từ đầu đến cuối, ông ta cũng không xem Tô Thương ra gì, hoàn toàn tỏ ra dáng vẻ khinh miệt. Tô Huyền Thiên. Giờ phút này, Thạch Hiên cười lạnh lùng nói, cậu tuổi còn trẻ, mà đã đặt chân đến nửa bước địa tông, thiên phú vốn không yếu, nhưng mà cậu so với tôi. Kém rất rất nhiều. Đến đây, ra tay đi, để tôi nhìn xem bản lĩnh thật sự của cậu, tôi sợ tôi ra tay trước, cậu trong chớp mắt sẽ bị tôi giết chết mất, ha ha. Thạch Hiên khinh thường nói. Thật sao? Tô Thương lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, nhíu mày nói, cậu chắc chắn muốn tôi ra tay trước sao? Tất nhiên, Thạch Hiên đứng chắp tay, không sợ hãi nói. Vậy thì được. Tô Thương cười cười. Khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười hài lòng. Có điều. Ngay lập tức, cơ thể của anh ấy liền biến mất tại chỗ. Bù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.